Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại cùng gặp lại tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trên bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Như vậy là chúng ta đã kết thúc những cái ngày nghỉ trong cái kỳ nghỉ lễ Tết Xuân Nhâm Dần các anh chị, và tất cả những công việc của chúng ta lại bắt đầu tiếp tục lại cái guồng quay của công việc trong một năm mới. Như vậy trước mắt chúng ta sẽ có 12 tháng, vâng các anh chị, 12 tháng tiếp theo để chúng ta tiếp tục phát huy những cái thành tích, những cái thành quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2021 để có những cái tiền đề tốt hơn, vững vàng hơn cho năm 2022. Và đây cũng là một cái bản tin đầu xuân năm mới, thì Hùng Lê xin được gửi lời chào năm mới, lời chúc mừng năm mới tới tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền đất nước và những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đang ở nước ngoài. Một mùa xuân năm mới, xuân Nhâm Dần với sức khỏe dồi dào, một năm mới chúng ta gặp nhiều may mắn và thành công ở trên thị trường chứng khoán, tiếp tục tích lũy những cái nền tảng kiến thức tốt để chúng ta có một cái hành trình chậm chắc bền ở trên thị trường, và chúc cho các anh chị em của chúng ta năm nay chúng ta sẽ tìm thêm được những con sóng thần, cố gắng là như vậy. Bởi vì trên một cái thực tế thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đã có 2 năm, năm 2020 và năm 2021 đã tăng rất là tốt, và cái quá trình tăng tốt như vậy thì gần như tất cả các nhóm ngành Hùng đã có phân tích, có định hướng ở trong những bản tin tuần cũ, thì chúng ta thấy rằng là gần như tất cả các nhóm ngành đã đạt được những cái mức tăng trưởng rất là mạnh và có thể nói là những cái con sóng mà không tưởng, có thể nói là như vậy trong năm 2020 và năm 2021. Chính vì vậy khi mà các cái mã cổ phiếu nó đã lên một cái mặt bằng rất là cao, rất là mới ở trên 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 thị trường rồi, thì cái câu chuyện là chúng ta đầu tư nó sẽ khó khăn hơn, bởi vì mặt bằng giá cổ phiếu nó sẽ đắt đỏ hơn, và cái nữa là cái xác suất để chúng ta mua, để chúng ta nắm giữ lâu dài là nó không có. Bởi vì thông thường là khi mà thị trường hoặc cổ phiếu vận động ở vùng kháng cự đi, cũng nói như vậy, thì cái biến động của nó rất là lớn, và cái xác suất để chúng ta mua, để chúng ta nắm giữ một cái trend kỹ thuật cổ phiếu nó sẽ hẹp đi rất nhiều so với những cái thời điểm mà toàn thị trường hay toàn những cái nhóm ngành của chúng ta đang ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Và nói như vậy để chúng ta tiếp cận đến thị trường chứng khoán của năm 2022 nó sẽ khó khăn hơn so với năm 2021, đấy là chắc chắn là như vậy. Nó sẽ không có những con sóng dài, và việc mà chúng ta tìm được những con sóng dài mà với số lượng lớn như năm 2021 là không có. Nhưng chúng ta lại có thêm một cái tín hiệu tích cực, đó là gì ạ? Đó là dịch bệnh COVID đã được, gần như đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là đã được kiểm soát trên toàn đất nước Việt Nam, và cái chiến dịch vaccine mùa xuân cũng như là cái khả năng miễn dịch cộng đồng nó đang có những cái tín hiệu tích cực, và những cái câu chuyện về việc là nền kinh tế của Việt Nam sẽ quay trở lại đà phục hồi trong năm 2022, đấy là một cái gam màu sáng. Chúng ta được mở cửa du lịch trở lại rồi, kích hoạt tất cả những cái hoạt động bình thường mới ở trong năm 2022, thì đấy là những cái tín hiệu. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ đánh giá những cái tín hiệu đó, những cái tín hiệu vĩ mô đó nó sẽ đi vào thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Còn trước mắt và những cái gọi là những cái gần nhất thì chúng ta sẽ phải phân tích nó dựa trên những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường cũng như dựa trên những cái tín hiệu kỹ thuật của các cái nhóm ngành. Ok anh chị, thì một vài ý như vậy. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba cái phần rất là cơ bản. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ view lại một số danh mục các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi trong trong cái thời gian vừa qua. Phần thứ hai thì cũng sẽ view lại một số các cái phân tích ở trong cái bản tin tuần, video số 100 201, và phần cuối thì chúng ta sẽ có một vài các cái đánh giá, nhận xét về xu hướng thị trường ở trong cái tuần giao dịch đầu tiên của năm mới Xuân Nhâm Dần. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích anh chị nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu VIX. VIX thì hiện tại là chúng ta đã có một cái thông tin, đó là tập đoàn VIX đã dừng hết lại tất cả những cái công đoạn, tức là cái khâu sản xuất của động cơ máy xăng, tức là ô tô xăng, chính thức là coi tạm gọi như là khai tử, đúng không anh chị? Vừa mới làm xong.
và nó chưa được gọi là ấm áp một tí nào cả thì nó đã vụt, nó đã bị mất đi. Thì cái câu chuyện là được giới truyền thông hoặc như là được lãnh đạo đi, chúng ta nói như vậy, được giải thích rằng là Vic sẽ ngừng động cơ xăng để chuyển sang động cơ điện để đón đầu xu hướng. Nhưng theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì đấy là một câu chuyện không thuyết phục các anh chị. Nếu như chúng ta đã có định hướng như vậy, tại sao tập đoàn Vingroup không làm động cơ xăng đi, động cơ điện ngay từ đầu đi, mà làm động cơ xăng như vậy thì nó sẽ một cái hệ lụy nó rất là kinh khủng anh chị. Chi phí xây dựng, ok, chúng ta phải xây dựng một hệ thống nhà máy để sản xuất động cơ đốt trong, đúng không ạ, bằng xăng. Sau đó chúng ta phải mua những cái dây chuyền công nghệ và những cái thiết bị từ nước ngoài, chắc chắn là Việt Nam sẽ không thể sản xuất được, lắp ráp được. Rồi chi phí chuyển giao công nghệ, rồi chi phí làm các cái gara nhà xưởng để bảo dưỡng bảo vệ, vân 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 vân. Như vậy thì chưa được vận hành được bao nhiêu lâu mà đã gọi là khai tử như vậy, thì cái chi phí khấu hao về xây dựng, nếu như chúng ta học sâu về 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 kế toán thì chúng ta đều biết đó. Vậy thì lẽ ra những cái sự đầu tư đó nó sẽ được khấu hao ở trong vòng 5 đến 10 năm đó, thì bây giờ chỉ khấu hao trong vòng 2 đến 3 năm, như vậy là nó sẽ đội lên cái chi phí rất là lớn. Và thêm vào một cái nữa thì nó sẽ làm cho khách hàng, bản thân ví dụ như các anh Hùng thì Hùng không có xe của Vic, nhưng mà ví dụ bây giờ mọi người đang lái xe VinFast chẳng hạn, đúng không ạ, mà tự dưng là cái người anh hoặc là người cha của mình ấy, họ họ không sản xuất nữa, thì mọi người lái chiếc xe đấy, mọi người có cảm thấy sướng không ạ? Chắc chắn sẽ là không sướng đó. Thì nó như vậy, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác nó cũng thực sự là mất niềm tin, phải nói là như vậy. Thì đấy là quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Và chính vì cái câu chuyện mà Vic đã phải khấu hao một cái lượng tài sản rất là lớn ở trong một khoảng thời gian ngắn, nên là báo cáo vừa qua, báo cáo quý 4, nhưng báo cáo quý 4 là tập đoàn Vic đã chính thức bị lỗ. Hùng không xem sâu, nhưng mà đấy là cái câu chuyện về tập đoàn Vingroup. Còn đối với thời điểm hiện tại thì Vic đang có một cái nền tích lũy 94 đến vùng 95, Hùng Lê đã có phân tích trong những bản tin tuần trước đây. Nếu như nhìn về các yếu tố tạo lập thì có thể từ cái vùng tích lũy này thì Vic có thể đánh chạm lại vùng 100, các anh chị có thể quan sát ở trong tuần tới. Cổ phiếu Vinhome Vinhome ở trong thời điểm hiện tại thì nó đánh cũng rất là khó chịu các anh chị, những cái nhịp tăng xông, tức là những cái nhịp tăng rất là mạnh và sau đó thì nó cũng đạp hết về nền. Chính vậy những anh chị em mà đua theo những nhịp xanh thì gần như sẽ bị lỗ, và chúng ta phải canh những cái thời điểm đó là cổ phiếu này đạt được những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể canh mua. Trên góc độ kỹ thuật ngắn thì Hùng đánh giá rằng Vinhome sẽ có những cái nhịp test cung tích lũy ở quanh vùng 79.5 đến khoảng vùng 80.3 ở đây. Sau một cái điểm điểm mà nó đánh mạnh lên ở đây thì nó sẽ quay lại tích nền, và nền tích này ổn định thì nhịp này Vinhome có thể quay trở lại ở khoảng vùng 84 đến khoảng vùng 85, các anh chị lưu ý. VRE ở trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần thì chúng ta sẽ đánh giá như sau, tức là trong cái thời gian vừa qua thì gần như cổ phiếu của anh Vượng không có một cái sóng nào đáng kể, tức là một cái sóng nó gọi được gọi là một cái sóng nó đàng hoàng một tí. Tức là cổ phiếu nó đánh những cái nhịp những cái trend rất là ngắn và sau đó gặp những cái kháng cự ở đây, tức là ở khoảng vùng 36 đến khoảng vùng 38 thì gần như là cổ phiếu này đã thất bại nhịp này, đúng không ạ? Đây anh chị nhìn thấy những cái nhịp đánh tương đối ngắn, đó, đánh từ khoảng từ vùng 28 đến khoảng vùng 36 và chỉnh giảm này. Nhịp này thì đánh từ khoảng vùng 20 đến khoảng vùng 35, nhịp này thì tương đối là tốt. Nhưng khi nó tiệm cận vùng 36 đến vùng 38 ở đây thì nó cũng bị dội lại. Như vậy trong cái nhịp này thì sao? Trong cái nhịp này thì đánh giá rằng là đang có một cái dòng tiền tạm gọi là tương đối ổn đối với VRE. Và tuần tới thì VRE sẽ tiệm cận lại vùng 36 đến khoảng vùng 37 38 ở đây. Đây là những cái tín hiệu tích cực của cổ phiếu khi mà cổ phiếu này tiệm cận lại vùng này. Và chúng ta tiếp tục đánh giá cái lực cầu kỹ thuật của VRE, nếu như mà cái lực cầu nó đạt được trung bình khoảng từ 12 đến 15 triệu cổ phiếu, như vậy là trong nhịp này thì xác suất khả năng cao thì VRE có khả năng, Hùng chỉ nói như vậy là có khả năng break nền 36, nền 36 đến khoảng nền 38 để đi tiếp. Đó, nền 36 đến 38 đi tiếp. Và trong các bản tin tuần cũ thì cũng có đánh giá rồi, tức là anh chị có thể tham gia VRE ở quanh các cái nhịp chỉnh cung, đó là quanh vùng 32 đến khoảng vùng 33, đó là những cái vùng mà gọi là ke mua hợp lý, ke mua hợp lý. Vinamilk thì bò sữa này vẫn đang khá là ốm yếu, vẫn chưa đạt các anh chị, với một cái lực cầu yếu ớt như này thì nó chưa đạt.
và Vinamilk đang có những cái điểm sập và những cái điểm gọi là bull trap như này thì cũng chưa thể xác nhận một cái tín hiệu tạo nền, tức là một cái tín hiệu tạo nền mà như thế này thì rất là khó để cổ phiếu đánh. Đó, tín hiệu tạo nền nó phải là một cái nền tích lũy chặt và sau một cái nền tích lũy chặt chẽ và lực cầu tiếp tục được đẩy vào thì đấy là một cái tín hiệu mà có thể đánh giá rằng cái tín hiệu xây nền của cổ phiếu là ok. Nhưng hiện tại thì Vinamilk không đạt được những cái tiêu chí đó. Với việc mà Vinamilk có một cây nến xanh lấp lại, tức là nó lấp lại như này, nhưng mà khả năng cao thì cái việc lấp này theo quan điểm kỹ thuật cùng Lê thì nó cũng không thực sự là thuyết phục, và nó phải cần đánh giá lại thêm ở quanh vùng 82, tức là khả năng chỉnh cung quanh vùng 82, thậm chí là nó có thể quay lại test lại vùng 80. MGTN ở đây như vậy là chúng ta nhìn lại tổng quan một tí, đó là chúng ta đã xây được một cái target gần chít soát, đạt được ở khoảng vùng 23. Từ vùng hỗ trợ kỹ thuật 16 đến khoảng vùng 16.5, đây là những cái nhịp mà chúng ta phân tích về GTN. Đến thời điểm hiện tại thì GTN cũng bắt đầu quay trở lại về nền, tức là gần như nó đã trả hết cái nhịp tăng ở trước đây. Công việc hiện tại của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi dò tìm lại cái đáy, của nó. Ở đây các anh chị thì ở vùng 17.3, tức là nó cũng đi theo mô hình nấm ở đây. Đó, nó hồi lên và nó đã trong tuần vừa qua thì nó trong cái tuần trước, khi chúng ta có nói tuần vừa qua đi, bởi vì bản chất là tuần vừa qua thì chúng ta nghỉ Tết, và cái tuần trước đó thì cứ hiểu nói tuần vừa qua, tức là cái tuần mà bản tin video số 201 các anh chị, thì nó đã tích lũy, nó đã quay trở lại test lại cung 17.3, và xu hướng này thì thứ nhất là lực cầu đang bị cạn cung cạn cầu như thế này thì đấy cũng là một cái tín hiệu tích nền khá là tốt. Tuần tới sẽ đánh giá lại ở quanh vùng 17.3 và GTN sẽ phải đạt được một cái lực cầu khoảng đâu đó khoảng tầm trên 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta sẽ bắt mạnh thêm. Rồi chúng ta sẽ phân tích sang nhóm ngành hàng không, thì nhóm ngành hàng không đang có những cái tiềm năng gì, thì cũng như các anh chị có thể xem thời sự chúng ta cũng có biết rằng đấy là cái tín hiệu dịch bệnh của trên toàn đất nước Việt Nam, nó đang có những tín hiệu khởi sắc, và 31 tháng 3 thì kích hoạt toàn bộ lại cái hệ thống du lịch quốc tế, khôi phục lại các cái đường bay. Và đến có khả năng là đến 30 tháng 4 thì chúng ta sẽ mở cửa một cách toàn diện. Đó thì đấy là những cái thời cơ thuận lợi. Đó là những cái thời cơ thuận lợi có thể giúp cho nhóm ngành hàng không của chúng ta có những cái điểm tích cực hơn ở trong những cái thời gian sắp tới. Và các anh chị em chúng ta cũng có thể nhìn ở trên một cái góc độ, đó là gì? Trong 2 năm vừa qua, năm 2020 và năm 2021 thì dịch bệnh, nhưng giá cổ phiếu của cổ phiếu VGC không bị thủng vùng 95, tức là đáy thấp nhất của nó là vùng 95. Tiếp tục đến năm 2021 thì cổ phiếu này có một nhịp tạo đáy ở vùng 105 đến quanh 110. Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy rằng cái tạo lập của cổ phiếu này đang giữ lại giá của VGC quanh vùng 118 đến vùng 120. Kết hợp với cái dự báo về khả năng khôi phục lại đường bay, như vậy thì VGC nó không thể chết sâu hơn nữa rồi. Đấy là trên quan điểm về mặt phân tích về mặt logic, đúng không ạ? Trong những thời điểm khó khăn nhất, tồi tệ nhất mà giá cổ phiếu không bị phá ở một cái ngưỡng nào đó thì chúng ta có thể coi rằng đấy là đáy của cổ phiếu. Đó. Như vậy thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn nhận những cái góc độ và tiếp cận đến cổ phiếu của ngành hàng không nó sẽ là như vậy. Thì ở đây các anh chị chúng ta nhìn thấy một cái góc độ 100 vùng 118 đến 120, hiện tại VLC đang xây tương đối là tốt. Với những cái tài khoản mà anh chị có thể cầm VLC thì chúng ta có thể canh gom thêm theo quan điểm kỹ thuật cùng, như vậy có thể gom thêm được. Rồi cổ phiếu HVN nó hoàn toàn tương tự như cổ phiếu VLC, thì đối với HVN là có phân tích một cái dao động tắt dần các anh chị. Một cái dao động tắt dần nó đến từ những cái thời điểm mà đây, tại thời điểm này là đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta không nên đua xanh ở những cái này, và chúng ta sẽ phân tích một cái dao động tắt dần. Và cuối một cái dao động tắt dần đó thì nó sẽ phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật, và những cái tín hiệu kỹ thuật đó nó bắt nguồn từ vùng 22.5. Lực cầu dòng tiền đầu cơ hiện tại bắt đầu xuất hiện ở cổ phiếu HVN khi lực cầu tiếp tục đạt ở mức khoảng tầm 3,5 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là tạm ok rồi. Trong tuần vừa qua thì HVN đang tăng tương đối là tốt, và tuần giao dịch mới các anh chị quan sát ở vùng 23.5 đến vùng 24. Khả năng vùng này những tài khoản mà các anh chị chúng ta đang cầm, chúng ta có thể canh gom thêm cổ phiếu HVN. Nhịp này thì dự kiến nó sẽ công lại ở khoảng quanh vùng 25.
Sau đó thì có thể có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ nhàng ở đây. Và nhịp chỉnh cung này không thủng vùng 24 thì như vậy là chúng ta yên tâm để chúng ta cầm HVN cho một cái dự báo về một cái xu hướng phục hồi của nền kinh tế nói chung và của ngành hàng không nói riêng. Ok các anh chị. Rồi cổ phiếu trụ chúng ta sẽ đi phân tích PNG. Thì trong nhóm trụ thì cũng đã có nhấn mạnh một số các cái mã, và PNG là một trong những cái mã mà có nhấn mạnh các anh chị về mặt trend kỹ thuật của em này. Trong những cái tuần mà video khả năng video số 200 thì cũng có phân tích cho các anh chị ở vùng 92 đến vùng 93, đó là vùng mà các anh chị có thể thăm dò lại những cái xu hướng kỹ thuật của PNG. Và trong tuần vừa qua thì PNG đã có một điểm đánh cực kỳ là đẹp khi mà cổ phiếu này đã break thành công vùng 97.5. Sau đó thì nó break tiếp vùng 100 và nó xây cái biên 99 đến biên 100, hiện tại là tương đối là ok. Lực cầu đang dồn đánh cổ phiếu PNG, tức là nó đã vượt gấp đôi trung bình 21 phiên. Đó, nó đạt được khoảng tầm trên 1 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là tốt rồi. Đấy, dòng tiền đầu cơ vào rồi. Và khi dòng tiền đầu cơ vào rồi thì cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ tăng. Đó, thường sẽ là như vậy. Thì PNG tuần này sẽ hướng về cột mốc 105, sau đó xây ổn định quanh 105, chúng ta sẽ nâng lên vùng 110. Có hay không cổ phiếu này vượt thoát vùng 110 thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Và PNG thì nó cũng đón đầu một cái kỳ vọng về một cái sự gọi là khởi sắc lại của nền kinh tế, và mọi người sẽ tiêu dùng nhiều hơn. Đó, rồi, cưới hỏi nhiều hơn đúng không các anh chị? Trong 2 năm vừa rồi là có cưới được đâu. Đấy, hội hè không được, rồi tiệc sinh nhật không được. Đó, muốn mua dây chuyền để tặng bạn gái cũng không có, đúng không? Rất là khó khăn. Đó, ví dụ thế. Rồi, thứ hai, cái trụ thứ hai là mà cũng có nói đến, ngoài VRE, PNG thì chúng ta có nói đến cổ phiếu BVH. Thì trong cái thời điểm hiện tại, cái khó của BVH hiện tại là lực cầu nó chưa vào thôi. Lực cầu nó chưa vào, những tín hiệu giá thì trong tuần vừa qua nó đánh tương đối là đẹp. Và cái câu chuyện là BVH dự kiến nó sẽ có những cái tạo lập xây đáy tạo nền ở quanh vùng 50 và vùng 51, hiện tại như vậy là sáng. Lực đánh đã đẩy cổ phiếu BVH về lại vùng 55 và khả năng nó sẽ có một cái lực chỉnh kỹ thuật ở đây. Chỉnh đẹp nó sẽ về ở khoảng biên 52 đến biên 53 mà không gãy, và nó xuất hiện một phiên nó đánh khoảng tầm độ trên 3 triệu cổ phiếu. Trên 3 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu này tăng mạnh quay trở lại thì đấy là một cái tín hiệu mà xác nhận rằng BVH sẽ tiếp tục đánh. Và ở những cái vùng gom kỹ thuật thì cũng đã khuyến nghị cho các anh chị rồi. MVG sau một nhịp mà chúng ta phân tích được lên đến đây là target max của MVG ở quanh vùng 145, thì cổ phiếu này cũng đang xây một cái bình nguyên đi ngang. Và cái điểm tích cực đó là cái bình nguyên này nó không phá vỡ vùng 125. Thì khi cổ phiếu này không phá vỡ vùng 125, ok, như vậy là chúng ta có thể yên tâm để chúng ta cầm. Còn trong trường hợp nếu như mà phá vỡ vùng 125 thì khi đó chúng ta mới có vấn đề. Còn hiện tại là đang khá là ok. Biên hỗ trợ kỹ thuật 127-130 hiện tại đang tích nền khá là tốt. Và trong nhịp này thì cũng đánh giá rằng nó cũng sẽ vận động ở quanh một cái biên hẹp. Và quanh một cái biên hẹp đó, sau một cái biên hẹp đó rồi thì chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái tín hiệu kỹ thuật cung cầu. Ví dụ như là lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định ở đâu đó khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu trên một phiên, và giá có những cái thiên hướng tốt thì ông sẽ có đánh giá thêm. Nhưng nhìn về mặt ý đồ tạo lập của cổ phiếu này thì nó vẫn đang khá là ok. Đó, khá là ok, các anh chị có thể cầm nắm tiếp. Họ Man San thì chúng ta phân tích cổ phiếu MSN. Thì đối với MSN, sau khi đạt được cái target vùng 170 và chúng ta đang dự kiến nâng lên vùng 180 thì cổ phiếu này bị phá kỹ thuật ở trong phiên giao dịch của ngày mùng 5 tháng 1, và sau cái phá kỹ thuật này thì gần như cổ phiếu này bị mất thanh khoản, như vậy nó đang quay trở lại một cái vấn đề về bất thường. Và chính vì cái sự bất thường như vậy nên là trong các cái nhịp phân tích kỹ thuật thì cũng có nói rồi. Thứ nhất là cổ phiếu nếu tăng thì nó sẽ có xu hướng trả về quanh vùng 145, thậm chí ở đây đó là vùng 140 đến khoảng 141.5, và sâu hơn sẽ là vùng 135, tức là nó sẽ quay trả lại cái vùng điểm xuất phát ở đây. Và cổ phiếu muốn bật tăng quay trở lại, nó không phải một ngày một ngày hai nó sẽ tăng lại đâu anh chị, nó sẽ có cái sự tích lũy nền ở đây. Sau cái sự tích lũy nền đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm về thiên hướng tạo lập, còn hiện tại chủ đạo nó đang đi ngang để tích lũy thôi. G, cơ điện lạnh G, thì G chúng ta cũng liên tục phân tích ở trong nhịp cũ ở đây, chúng ta có phân tích một dao động tắt dần.
để đưa cái target của JI về lại quanh vùng 73.5 đến khoảng vùng giá 75 và nó lên được khoảng đâu đó khoảng 73 thì cổ phiếu JI này chỉnh, và nhịp chỉnh này thì cũng rất là may, đó là JI vẫn tiếp tục giữ được đây các anh chị. Cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mình có phân tích đó là vùng 63 đến vùng 63.5, vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của JI. Và trong tuần vừa qua thì JI cũng đã hoàn thành cái mô hình nấm ở đây. Một số các anh chị có hỏi Hùng là mô hình nấm là mô hình gì, thì nói chung là nôm na thì Hùng cũng không có biết đâu. Nói chung là trong những cái quá trình Hùng lên phân tích kỹ thuật thì Hùng nhận thấy rằng là sau khi cổ phiếu tạo đáy thì cổ phiếu sẽ có một nhịp tăng xông, và sau nhịp tăng xông đó thì nó sẽ bị rút xông. Nó rút xông xong thì nó sẽ tích lũy lại, nó sẽ kiểm tra lại cái vùng ở bên này. Nếu cổ phiếu khỏe thì ví dụ như là nếu như mà JI khỏe thì JI sẽ chỉnh về đâu đó khoảng quanh vùng 65, nhưng nó yếu hơn thì nó sẽ test lại đúng cái phần cung ở bên này. Thì chúng ta vẽ một cái đồi nấm như thế này, nó như là một cái nấm, thì ông đặt nó là cái mô hình nấm. Thế còn lại là cái mô hình này thì chắc là khả năng là ông chưa có trong 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 các cái sách vở đâu, trong có sách vở đâu, đấy là mình đặt nó dễ hiểu thôi. Đó thì cái mô hình nấm nó chỉ có như vậy thôi. Và sau đó thì đây đây chính là cái tín hiệu mà nó giúp cho JI đó, nó lấy lại được vùng 65. Như vậy đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt của JI. Với tín hiệu này thì các anh chị cầm JI, các anh chị chú ý giúp Hùng là tuần tới thì nó có thể quay trở lại về khoảng vùng 72 đến khoảng vùng 73 ở đây, chú ý kháng cự này trong trường hợp nếu như nó không công thủng được vùng kháng cự đó và cổ phiếu quay trở lại chỉnh giảm thì các anh chị có thể chốt bớt một phần trên này và về đến cái phần hỗ trợ dưới này thì chúng ta sẽ canh gom. Ở bản tin tuần này thì Hùng sẽ tập trung, Hùng nói sâu và nói kỹ, nó giống như một cái bài giảng thì không đúng, như một bài thuyết trình á, để chúng ta hiểu được cái quy luật vận động cung cầu cổ phiếu. Còn nếu như hết thời gian thì chúng ta sẽ những cái cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới bản tin, Hùng sẽ trả lời tất tật các cái câu hỏi của các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm cổ phiếu tiếp theo, nó rất là quan trọng đúng không ạ? Hùng sẽ đi phân tích nhóm ngành thép. Thì đối với nhóm ngành thép thì khi mà chúng ta tiếp cận đến nhóm ngành thép này thì cũng đã có nói rồi, chúng ta phải đi tiếp cận từ từ, phân tích từ từ. Bởi vì sao? Bởi vì thép nó cũng đã có một cái hành trình tăng phải nói là rất là tốt rồi. Và khi mà một cái hành trình tăng rất là tốt như vậy rồi thì khi cổ phiếu chỉnh về đáy thì cổ phiếu hoàn toàn có thể thủng đáy các anh chị, và nó thủng đáy. Và khi Hùng đã có một cái bản tin phân tích về nhóm ngành chứng khoán và nhóm thép, khi cổ phiếu này ở nhóm thép đồng loạt bị phá những cái hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng như vậy thì nó sẽ là một cái tín hiệu khá là xấu. Thì khi Hòa Phát bị phá vỡ cái tín hiệu ở vùng 44 như vậy, đấy là nó phát đi một cái tín hiệu rất là xấu và rất là căng thẳng đối với cổ phiếu này rồi. Và sau đó thì trong tuần vừa qua nó có một nhịp chỉnh giảm lại về vùng 40, sau đó có một nhịp hồi. Nhưng khi cái nhịp hồi này xuất hiện thì ngay lập tức Hùng đã có những cảnh báo cho các anh chị rồi. Đó là gì? Nó sẽ quay lại test cung, và cái điểm test kỹ thuật của Hòa Phát nó sẽ ở quanh vùng 42. Sâu hơn thì nó lại tiếp tục quay lại test vùng 40, và ở đây nó lại xuất hiện một cái cây nấm ở đây. Đó, các anh chị cứ nhớ như vậy. Và cái cây nấm này nếu khỏe thì sẽ ở 42, còn không nó sẽ quay về vùng 40, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái yếu tố kỹ thuật của HPG trong cái tuần giao dịch mới ở quanh vùng 42 hoặc là vùng 40 các anh chị. Chúng ta nếu chúng ta có bắt thì chúng ta bắt từ từ thôi, bởi vì một cái chân lý ở trên thị trường đấy là gì? Không ai có thể biết được đâu là đáy, đâu là đỉnh của cổ phiếu, mà chỉ khi nào cổ phiếu tạo đáy xong thì chúng ta biết đó là đáy. Khi cổ phiếu tạo đỉnh xong thì chúng ta biết đấy là đỉnh. Nên các anh chị đừng có cố đoán rằng cổ phiếu Hòa Phát sẽ đáy ở vùng 40. Nhưng đấy, và khi nếu như tư duy của chúng ta là chúng ta vẫn nghĩ như vậy và chúng ta dồn hết tiền tài rồi vay mượn bạn bè rồi full margin bảo rằng đáy ở đây rồi, chúng ta đánh trận cuối ở đây. Nhưng khi đánh trận cuối như vậy, chúng ta dồn toàn tâm toàn lực như vậy, cổ phiếu thủng vùng 40 thì nó sẽ đi về vùng 35, thủng vùng 35 nó sẽ đi về vùng 30 các anh chị. Đó, thủng vùng 30 thậm chí nó sẽ đi về vùng 20. Đó, như thế thì chúng ta sẽ không biết đâu là đáy các anh chị nhá. Nên là chúng ta phải tiếp cận hết sức bình tĩnh từ từ trong những cái câu chuyện mà chúng ta dò đáy đó. Rồi, chúng ta sẽ phân tích sang cổ phiếu Hoa Sen. HSG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Khi những cái nền tảng tích lũy của Hoa Sen ở đây đó là nó bị phá vỡ vùng 34, gần như đấy là cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, thì nó sẽ tiếp tục đi về biên 32 và nó phá biên 32 đây.
thì ở đây nó đang có những cái tín hiệu hồi phục lên, nhưng nó đang quay lại test ở vùng 30. Tuần tới thì chắc chắn rằng hoa sen sẽ kiểm tra vùng 30 anh chị. Nếu như vùng 30 này tiếp tục bị phá vỡ thì cổ phiếu hoa sen sẽ tiếp tục hạ độ cao, tức là nó sẽ hạ về đâu đó khoảng vùng 26.5. Tại cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này thì sẽ đi phân tích thêm. Cổ phiếu Nam Kim, Nam Kim thì cũng đang vận động khá là giống với hoa sen anh chị. Khi cổ phiếu này bị mất vùng 35 thì nó sẽ hạ độ cao xuống vùng 32, mất vùng 32 thì nó sẽ hạ xuống vùng 30, mất vùng 30 thì xu hướng nó sẽ đi về vùng 25. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của hoa của Nam Kim thì hiện tại cũng chưa có nhìn thấy cái động lực mà để cổ phiếu này có thể bứt thoát vượt lại, tức là nó cái quá trình nó giảm các anh chị thì nó cần xu hướng xây nền. Và thực ra đối với nhóm ngành thép là cái giai đoạn này này, cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà nó xây nền rất là đẹp, nhưng nó không đủ lực để bật tiếp lên, thì đây chính là cái tín hiệu phá vỡ đó, phá vỡ cái tính cấu trúc của cổ phiếu và phá vỡ cái tính cấu trúc của một cái trend kỹ thuật của cổ phiếu ở đây. Và khi cái điểm phá này nó bị xuất phát ở đây thì theo quan điểm kỹ thuật cùng thì nó sẽ khá là khó để nó bật lại ngày một ngày hai. Đấy, cổ phiếu TVN TVN thì cũng như vậy thôi đó, nó khi cái vùng hỗ trợ 15.5 nên bị phá thì nó sẽ đi về 13.5. hiện tại thì nó đang có những cái xu hướng tích lũy ở quanh vùng 13.5, nhưng với một cái lượng cung cầu khá là thấp như này thì theo quan điểm kỹ thuật cùng nó cũng sẽ khá là khó để cổ phiếu này có thể vượt thoát tăng trở lại ngay. Tuần tới thì nó sẽ có xu hướng ở đây khoảng quanh vùng 13, quanh vùng 13. Cổ phiếu TLH cũng hoàn toàn tương tự như vậy, và chúng ta có thể nhìn lại đây. Rồi chúng ta nhìn lại đây. Ở TLH đó, nó có một cái hành trình gọi là quá tuyệt vời rồi, nó tăng từ vùng giá 4 mà lên tận vùng 24. Tăng từ 64 24, tức là khoảng tầm nhân 6 lần đó. Cái chính vì câu chuyện nó tăng quá tốt như vậy nên bây giờ ở bên này nó sẽ đi vào một cái downtrend, và cái downtrend đó thì không biết đến điểm nào nó sẽ dừng đó, không ai có thể phán đoán được, và chúng ta chỉ có thể phân tích được, dò tìm lại được quanh những cái điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Ví dụ khi mà cổ phiếu này nó có cái biên tích lũy nền ở đây, đó là biên 19 đến biên 20, thì các anh chị có thể bắt một ít và chúng ta thăm dò thử xem à chỗ này có tạo đáy được không. Ở những tín hiệu này thất bại thì cái tín hiệu mà chúng ta bắt đó chúng ta bị sai, và sai thì chúng ta phải sửa sai ngay, nó câu chuyện là như vậy. Rồi đến cái điểm này đúng không, một số các anh chị cũng sẽ bắt đầu có thể bắt thăm dò quanh vùng 16, thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đánh giá xem nào, cổ phiếu này hồi thì khi hồi á thì bao giờ nó cũng vậy, nó sẽ có xu hướng quay lại test lại kiểm tra lại vùng 16 đây. Đó, trong trường hợp nếu không thủng vùng 16 và lực cầu á nó phải quay trở lại cơ đó, chứ còn nếu mà trường hợp mà nó quay lại test 16 mà cầu vẫn được có 400 thế này thì lấy cái gì để mà đánh cổ phiếu các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có một cái một cái lực cầu nó khoảng tầm, phải duy trì được khoảng tầm trên 3 triệu đến 4 triệu cổ phiếu, ví dụ như thế. Khi gặp hỗ trợ này mà lực cầu nó ào ào nó bắt đó thì đấy mới là cái thời điểm mà chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ cổ phiếu lên. Còn trong trường hợp mà khi test về đáy mà lực cầu vẫn như thế này thì xu hướng một là nó tiếp tục tích lũy đi ngang, hai là khả năng thủng đáy rất là cao, các anh chị lưu ý là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ngành tiếp theo, nó cũng rất là quan trọng và nó khá là thông dụng ở trên thị trường, đó là nhóm cổ phiếu ngành P. Thì đến thời điểm hiện tại là thị trường của chúng ta nghỉ Tết. Và trong cái tuần nghỉ Tết đó thì VFTI đang có những cái bước đột phá rất là mạnh mẽ. Và với tín hiệu này thì nó sẽ có ủng hộ, tức là nó sẽ có tăng thêm cái tính xu hướng tốt cho nhóm P khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục quay trở lại giao dịch ổn định, giao dịch trong tuần mới. Thì đối với VFTI thì cũng có phân tích cho các anh chị ở đây quanh vùng 85, và khi chạm vùng 85 thì đương nhiên nó sẽ chỉnh, và cái chỉnh ở đây thì có một cái nón ở đây, cái nón xanh ở đây. Đáy của nón xanh ở quanh quanh vùng 82, và đỉnh của cái nón xanh này giống như kiểu cái rổ chúng ta hứng các anh chị, 83.5. Đó, 83.5 đến vùng 82 test cung ổn định, và xu hướng ổn định thì nó break vùng 85 thì nó sẽ lên được khoảng vùng 88, vượt vùng 88 thì xu hướng nó sẽ đi lên khoảng vùng 95. Như vậy là giá dầu hiện tại đang hướng về khả năng cao thì sẽ hướng về cột mốc 95 đô trên một thùng đó. Tuy nhiên đối với nhóm P thì trong trong cái tuần vừa qua thì nó cái phiên kết tuần thì nó tương đối xấu, tức là khi mà đồng loạt cuối phiên
thì nhóm P bị đẩy bán khá là mạnh, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cụ thể như như sau. Đối với MCAT ở đây, chính thức là nó đã đạt được target 110 và đang hướng cổ phiếu này về khoảng quanh 117.5. Trên góc độ kỹ thuật thì nó đã có hai cây chỉnh rồi, thì khả năng cao nó sẽ có thêm cây chỉnh thứ ba, chắc chắn là như vậy, bởi vì hàng T3, T4, hàng T về thì khả năng nó sẽ chưa thể đánh bật được ngay. Như vậy thì đối với GAT tuần mới, chúng sẽ quan sát ở quanh biên kỹ thuật 104.5 đến 107, chúng ta sẽ đánh giá thêm cái cung cầu của GAT ở trong vùng này. PLX sau một phiên tăng mạnh đúng không ạ, thì xu hướng nó trả cung thôi, đó là câu chuyện rất là bình thường. Và chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta cũng đều hiểu, có thể là khi cổ phiếu này chạm vùng 56.5 thì nó đã chỉnh cung rồi. Trong tuần thì nó có một cây lên đến vùng 58 và sau đó trả cung đây, có hai cây trả cung, thì xu hướng tuần mới sẽ tập trung đánh giá ở quanh vùng 55.5. PEP như vậy là cũng chưa thể vượt thoát thành công cái vùng kháng cự của nó ở đây 40 ở vùng 39 đến vùng 40, và hiện tại thì PEP cũng đang có một tuần quay trở lại test lại nền. Thì các anh chị chú ý ở vùng 34, trong trường hợp nếu như PEP mà bị thủng vùng 34 như vậy, đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu của PEP, và khi vùng 34 bị phá thì chắc chắn là nó sẽ về ở vùng hỗ trợ thấp hơn ở dưới này, quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. PVT PVT như vậy đây, PVT thì tín hiệu kỹ thuật này thì chúng ta cũng đang khá là đáng ngại anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất đấy là đỉnh này, thì cái vùng 26 này ở đây nó cũng lên được khoảng quanh vùng 25-26 ở đây, thì nó đã không vượt thoát qua được và nó tiếp tục quay lại test nền. Thì trong hai nhịp test nền trước đây, nhịp này test lại nền 21 có một lực bật T cộng, nhịp này test cũng có một lực bật T cộng. Như vậy nhịp test này thì có lực bật T cộng hay không? Có lực bật T cộng hay không? Có lực bật không? Thì hiện tại là cổ phiếu này nó cũng đang đi lại, nó đang đi cái mô hình nấm này tương đối là thuần về kỹ thuật là rất là chuẩn. Vậy thì sau cái mô hình nấm rồi thì ở bên này chúng ta sẽ đánh giá ở quanh vùng 21 và sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 20.5. Trong trường hợp nếu như mà em này bị phá vùng 20.5 thì như vậy là cái tín hiệu test kỹ thuật của PVT ở chỗ này bị thất bại các anh chị nhá. Và anh chị đang cầm thì chúng ta phải bán bớt, chắc chắn là phải bán bớt rồi. Rồi, cổ phiếu PVS. Thì đối với PVS, vùng kháng cự hiện hữu ở đây chúng ta phân tích rất là dài rồi, vùng 29.5 đơn giản ở đây và đơn giản ở đây thôi. Thì khi trong tuần vừa qua thì PVS cũng đã có lần thứ hai công lại vùng 29.5, vùng 30 đây là cái vùng kháng cự đấy các anh chị, và điểm công này không thành công. Ở phiên kết tuần thì đối với thời điểm hiện tại thì theo quan điểm kỹ thuật cùng đó là một phiên bất thường, thì sau một phiên bất thường đó thì nó sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Tức là nó bình thường thì có nghĩa là nó sẽ có một cây nến xanh để nó lấp lại. Nó sẽ có một cây nến xanh ở đây để nó lấp lại nếu như là bình thường. Đó, thì nó phải lấp lại được cái vùng ở đây là khoảng quanh vùng 28 cộng. Như vậy thì nó sẽ quay trở lại trạng thái bình thường. Nhưng trong trường hợp ngược lại, PVS bị phá vỡ cái tính hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 26.5. Như vậy là tạm thời xác nhận rằng đỉnh của cổ phiếu sẽ ở nằm ở vùng 29.5 đến vùng 30. Và nó không có một cái đỉnh cao hơn ở đây. Đó. Thì đối với PVS là chưa có đánh giá cái khả năng mở trend kỹ thuật. Rồi, đối với PVD thì nó có một cái xu hướng nó tốt hơn mã cổ phiếu PVS. Chính vì vậy nên là PVD chúng ta có đánh giá về cái khả năng của PVD sẽ break nền vùng 34.5. Đây các anh chị, 34.5 ở đây để đi tiếp. Nhưng tín hiệu kết tuần như thế này thì lại hỏng rồi. Đó. Tức là các anh chị hiểu rằng Hùng đã có giải thích một cái hình tượng rất là trong thực, gọi là một cái hình tượng trong thực tế. Khi chúng ta xây một cái nhà, để chúng ta xây được tầng 2 thì chắc chắn nó phải có cái phần móng, đúng không? Và có các cái trụ. Đó, thì chúng ta mới xây lên được tầng 2. Muốn xây tầng 2 thì chúng muốn lên tầng 3 thì cái nền của tầng 2 nó phải ok, chứ nền tầng 2 nó sập mất rồi thì còn đâu mà lên tầng 3 nữa, đúng không ạ? Thì cổ phiếu nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Để cổ phiếu này bung được vùng 34.5 thì điều kiện cần và đủ đầu tiên nó phải là gì ạ? Nó phải đọng lại được ở trên vùng vùng nào đây các anh chị? Ở trên vùng 32. Đó, nhưng mà khi mà nó bị phá vỡ vùng 32 đây rồi, tức là cái một cái nền gọi là nền nền kỹ thuật của nó đây rồi, thì như vậy là cái tín hiệu
break nền 34.5 hiện tại đang bị khó khăn đúng không? Và chúng ta phải thay đổi lại cái kịch bản của cổ phiếu. Đó, chúng ta không thể chống lại xu hướng của cổ phiếu, không thể chống lại xu hướng của thị trường và chúng ta chỉ nương theo nó. Vậy thì với tín hiệu hiện tại của PVD, nó cũng là một tín hiệu khá là bất thường. Ở cuối tuần nó bị đẩy bán tương đối mạnh trên 15 triệu cổ phiếu. Như vậy thì sẽ chờ đợi phiên ngày thứ hai để kiểm tra lại xem sau cái tín hiệu bất thường này thì nó có quay trở lại bình thường hay không. Tức là nó quay trở lại bình thường thì nó phải công lại được vùng 32 cộng anh chị. Nhưng ngược lại nó không công lại được vùng 32 cộng. Như vậy là tín hiệu suy yếu của PVD đã bắt đầu xuất hiện. Thì trên góc độ kỹ thuật chúng ta sẽ đánh giá các cái tín hiệu cung cầu của PVD ở quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30. Tức là nếu mà không gãy vùng 29 thì cơ bản là các anh chị, nếu như chúng ta cầm thì chúng ta vẫn tiếp tục có thể cầm được. Nhưng khi mà cổ phiếu này mà bị gãy ở vùng 29 thì như vậy là chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu lên, hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu xuống. Cổ phiếu BSR BSR thì chúng ta cũng đang đánh giá một cái kịch bản trong trường hợp nếu như cổ phiếu này break nền vùng 26 thì như vậy là nó sẽ có một cái tín hiệu mở trend kỹ thuật ở đây. Thì trước khi mà nhìn ở đây thì các anh chị cũng có thể xem lại những cái bản tin phân tích tuần. Hùng có đã soi rất kỹ ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây, ở vùng quanh 25 đến vùng 26. Ở đây các anh chị, nó cũng đang khá là giống ở điểm này. Nó có một cây nến xanh đánh lên và sau đó thì hai cây nến đỏ. Tức là nó không công thủng được vùng 26 cộng ở đây. Thì nhịp này nó cũng như vậy, nhịp này nó cũng như vậy, nó đang chưa thể công thủng được vùng 26 cộng ở đây. Như thế thì và với một cái tín hiệu kết tuần như thế này thì chúng ta đang phải thay đổi lại hoặc là chúng ta phải xem xét lại cái tín hiệu của cổ phiếu này. Về ngắn hạn, BSR sẽ kiểm tra lại quanh cung cầu quanh vùng 24, sẽ tiếp tục đánh giá ở vùng này. Trên góc độ kỹ thuật thì cái trend của nó thì nó vẫn đang khá là ok anh chị, các anh chị cứ cầm. Nếu trong trường hợp nó bị mất vùng 23 ở đây này thì khi đấy mới là có vấn đề này. Chứ còn nếu mà nó chưa bị mất vùng 23 thì cái cơ hội để mà BSR quay trở lại ở vùng 25-26 vẫn là còn. Đó, nó có thể quay lại chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng này. Đó, đấy là hai cái vùng chỉnh cung kỹ thuật khi BSR công về vùng 26 cộng ở đây. Rồi, cổ phiếu OI OI thì đây rồi, kháng cự vùng 20 và vẫn chưa thể, tức là tuần giao dịch cũ đúng không anh chị, cổ phiếu OI chưa thể công thủng được vùng 20 cộng để có thể đi lên ở vùng 22. Và nhiệm vụ của OI đó là OI phải giữ lại được ở vùng 18.7 đến vùng 19 và phiên kết tuần chính thức OI bị đánh mất cái tín hiệu để có thể công lại vùng 22 cộng ở đây. Với tín hiệu này OI bị xả tương đối mạnh. Với tín hiệu này bị xả tương đối mạnh các anh chị, thì tuần tới chúng ta sẽ phân tích và đánh giá OI ở quanh vùng 17. Thủng vùng 17 thì không có thì là xu hướng nó sẽ quay về đây thôi, 15.5 đến vùng 16. Nhưng nhìn khả năng cao với một cây nến mà OI bị đạp mạnh như này thì nó sẽ có thêm khoảng 1 đến 2 cây nữa, tức là nó sẽ chưa thể nào mà nó phục hồi lại đây ngay đâu, và nó sẽ có những cái tín hiệu có thể đi ngang, đi ngửa quanh cái vùng 17 đây. Và các anh chị cầm hàng hoặc là như nào đó thì chúng ta canh mua chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn, tối ưu hơn. Cổ phiếu PXS, có chúng ta sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu này. Đối với PXS, đối với PXS thì trong thời điểm hiện tại, xem nào, trong thời điểm hiện tại thì cũng có đã nhiều lần có đánh giá về những cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này. Đó, trong một cái nhịp trend ở đây thì sau một nhịp tăng thì cổ phiếu này có một nhịp rũ cũng tương đối là mạnh ở đây. Thế thì nhìn ở trên góc độ kỹ thuật, ở trong nhịp này thì PXS cũng đã có một nhịp tăng từ khoảng vùng 5.5 lên khoảng vùng 12, như vậy là cũng tăng tương đối tốt rồi. Và từ vùng 12 này thì với tín hiệu này thì xu hướng là nó đang có một cái nhịp chỉnh, thì nhịp chỉnh hiện tại cũng đang đánh giá ở quanh 10. Sâu hơn thì có thể sẽ phải đánh giá tiếp ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. Như vậy là nếu mà chúng ta xác định là cầm PXS trở lại thì chúng ta phải chuẩn bị những cái kịch bản xấu nhất cổ phiếu có thể đó là quanh vùng 8 đến vùng 8.2, thì chúng ta mới bắt đầu có thể canh gom thêm và chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng này. Ok các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành
hai nhóm ngành đi, đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Đây cũng là hai cái nhóm ngành mà nó đã giúp cho thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu banh đã giúp cho thị trường ổn định trong quãng thời gian vừa qua, tức là trong cái quãng thời gian mà thị trường của chúng ta thiếu vắng những cái lực đỡ, khi mà nhóm ngành xây lắp, bất động sản và nhóm hạ tầng kỹ thuật bị chốt tương đối là mạnh sau cái thương vụ của anh Quyết và sau cái thương vụ của Tân Hoàng Minh, thì toàn bộ các cái nhóm cổ phiếu của cái bộ này thì gần như đã bị chốt tương đối là mạnh. Và hiện tại thì Hùng vẫn chưa nhìn thấy được cái độ ổn định của nhóm bất động sản, nhóm xây lắp, nhóm hạ tầng. Chính vì vậy nên là Hùng sẽ không phân tích ở trên bản tin này. Các anh chị quan tâm đến mã nào thì Hùng sẽ comment và Hùng sẽ trả lời cái mã đó. Chứ còn hiện tại là chúng ta chưa có được cái tính ổn định, và khi cổ phiếu hoặc nhóm ngành chưa có được cái tính ổn định thì chúng ta sẽ chưa thể tiếp cận quay trở lại cổ phiếu ở một cách tốt nhất. Đó, và chúng ta sẽ chờ đến lúc mà cổ phiếu nó tĩnh lại, nó lắng lại rồi nó tích lũy nền, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu có một hành trình mới đối với các nhóm ngành. Và nếu như các anh chị mà chúng ta đọc đọc sâu cái quyển cái cuốn sách của Livermore, tức là đầu tư chứng khoán như thế nào, thì trong đó Livermore có Hùng sẽ biên tập lại cái video, nhưng mà có nhớ rằng là Livermore có nói rằng là những cái giao dịch hàng ngày của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường thì vô hình dung nó sẽ tạo thành các yếu tố kỹ thuật cơ bản nhất của cổ phiếu, để từ đó chúng ta để từ đó chúng ta nhìn vào, chúng ta đánh giá, để chúng ta phân tích một cái trend kỹ thuật. Tức là có thể là có những cái giai đoạn cổ phiếu chúng ta không giao dịch các anh chị, ở chúng ta chỉ đứng chúng ta nhìn nó thôi, và chúng ta nhìn nó thì những cái nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ khác họ vẫn giao dịch, nhưng họ giao dịch sẽ ở trong một cái trạng thái thất bại, ý Livermore nói như vậy. Và chúng ta quan sát cái hoạt động giao dịch đó, và đến một cái thời điểm nào đó thì ở cuối một con đường, như Hùng Lê có thường xuyên phân tích cho anh chị, ở cuối con đường á thì nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật, và đấy là những thời điểm đẹp để chúng ta cân cổ phiếu. Ok, rồi thì chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành banh. Banh cũng đã có một cái sự ủng hộ cho thị trường rất là tốt trong thời gian vừa qua. Đối với Vietcombank thì cũng đã có một một nhịp tăng tương đối là tốt từ vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 75 76 ở đây, lên được vùng 90, và nếu không nhầm thì có nhắc các anh chị là trên cái vùng 90 cộng này rồi chúng ta đừng có ham vui nữa, đúng không anh chị? T0 T1 đấy, ham vui ở đây đúng không ạ? Đây là T0 này, T1 này, T2, T3, như vậy là ấy rồi. Đó, còn các anh nào mà ham vui ở vùng này thì bây giờ là bị lỗ rồi đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì ở khi mà cổ phiếu mà gặp lên những cái vùng kháng cự, hoặc là cổ phiếu đang có những cái điểm này người ta gọi là điểm chạy nước rút, thì thông thường những cái điểm chạy nước rút là những cái điểm mà cuối sóng, cuối một cái sóng tăng thì cổ phiếu nó tăng rất là mạnh, và tại thời điểm đó thì nhà đầu tư coi như bất chấp, không sợ cái gì cả, miễn là nhìn thấy thằng bên cạnh nó bảo mua đi mua đi, cổ phiếu của tao tím rồi, thế là cũng nhào nhào mua theo. Thì cái câu chuyện là nó sẽ rất là nguy hiểm ở trong những cái thời điểm mà cổ phiếu chạy nước rút, hoặc là cổ phiếu đạt được những cái vùng kháng cự, ví dụ kháng cự 90, 95 và vùng 100 ở đây. Đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ không nên đua theo. Vietcombank đã có 3 phiên chỉnh cung kỹ thuật, thì theo quan điểm kỹ thuật là tuần tới sẽ đánh giá thêm ở vùng 88.5. Trong trường hợp thủng 88.5 thì khả năng cao xác suất là nó sẽ quay trở lại đây. Tức là nó sẽ quay trở lại cái điểm mà bắt đầu nó hình thành một cái sóng của nó ở đây, tức là quanh vùng 83.5 đến khoảng vùng 85, tức là dự chỉnh các anh chị nhé. Đó, trong trường hợp mà bị thủng vùng 85.5 thì nó sẽ đi về ở đây, tức là nó sẽ đi về bên này và về bên này. Sau đó thì cái điểm tích lũy cung cầu ở đây, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phục hồi của Vietcombank. Cổ phiếu BIDV, như vậy BIDV cũng đã có một nhịp tăng rất là tốt rồi các anh chị. Đó, và đến thời điểm hiện tại trong bản tin tuần thì chúng ta đã có được cái target kỳ vọng của BIDV ở quanh vùng 47.5 và đang dự kiến ở vùng 52. Như vậy thì để lên được vùng 52 thì điều kiện đầu tiên đó là vùng 46 46.5, cổ phiếu này sẽ tích lũy ổn định. Thì trong tuần vừa qua, phiên giao dịch của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì nó đã có cái điểm test cung kỹ thuật ở đây, và nó đang đẩy lại được ở trên vùng 47.5. Và tuần tới thì các anh chị chúng ta sẽ tập trung đánh giá quanh 47.5, sau đó là biên 46 46.5 ở đây, để có thể
đánh giá thêm cái xu hướng khả năng đi về vùng 52. Trong trường hợp nếu như cổ phiếu này bị mất vùng 45 thì anh chị em của chúng ta nên chốt bớt để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. Các anh chị, bảo toàn lợi nhuận là một cái việc làm rất là quan trọng và rất nhiều những anh chị em chúng ta không thể làm được. Rồi, công thương thì hiện tại công thương vẫn đang đi khá là đúng với cái trend kỹ thuật ngày của nó, tương đối đẹp. Sau khi break vùng 35 thì chúng ta xây lên vùng 37. Nó đi lên vùng 37 rồi thì nó sẽ như thế nào các anh chị? Nó sẽ có những cái điểm test cung kỹ thuật quay trở lại, và theo quan điểm của Hùng đó là vùng 36.5 đến vùng 37, thậm chí là cổ phiếu này có thể quay lại vùng 36 vẫn được, vẫn là đạt kỹ thuật ở đây. Và lực cầu thì vẫn tiếp tục duy trì ổn định ở khoảng quanh vùng 17 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là khá là tốt đối với công thương. Nhịp này sau khi mà tích lũy đánh giá thêm ở quanh vùng 36 thì chúng ta có thể nâng nhịp này của công thương lên khoảng vùng 39. Ở cổ phiếu ACB, như vậy chúng ta sẽ view lại một cái view như thế này các anh chị. Đối với nhóm ngành banh thì có một điều khá là thú vị đối với nhóm ngành banh là sau một cái chu kỳ tăng trưởng tốt, đó, sau một chu kỳ tăng trưởng tốt thì cổ phiếu nhóm banh đang đi ngang ở quanh gọi là một cái bình nguyên các anh chị, và cái bình nguyên đó thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi rất kỹ. Ở vùng 30.8 là vùng hỗ trợ kỹ thuật và vùng kháng cự của nó là vùng 35.5. thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây cũng là một cái bình nguyên các anh chị nhá. Đấy, đây cũng là một cái bình nguyên, sau một cái nhịp đẩy tăng rất là mạnh thì cổ phiếu ACB đi ngang và xây một cái bình nguyên. Đó, xem một cái bình nguyên đây, và sau một cái bình nguyên nó có một cái tín hiệu kỹ thuật, đó là gì ạ? Nó vượt thoát được lên trên cái điểm ở đây. Đó, điểm 15, và tiếp tục nó xây một cái trang kỹ thuật mới. Vậy thì ACB có hay không cái câu chuyện đó thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ chưa thể trả lời được, đúng các anh chị? Đó, không ai có thể biết được là cổ phiếu, nếu mà biết được cổ phiếu mà toàn đây và sau đó nó break vùng 38 đi tiếp thì thế thì ai cũng bán nhà đi đầu tư cổ phiếu hết rồi, đúng không ạ? Đó, chính vì câu chuyện nó khó là nó nằm ở chỗ đấy. Thế thì sao? Thế thì để mà dò tìm được cái câu chuyện đó thì chúng ta tạm thời đó, chúng ta phải đánh giá ở trong một cái biên hẹp. Đó, và cái biên hẹp này thì cũng phân tích rồi, kỹ lắm rồi. Nói chung là cực kỳ kỹ luôn. 30 xin lỗi cả nhà, vùng 32.5. Ở biên hỗ trợ kỹ thuật của ACB trong ngắn hạn đó là biên 32.5, vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 35.5. Thì chúng ta cũng nhìn về đây thôi, những cái yếu tố tạo lập nó từ vùng hỗ trợ bật lên vùng kháng cự thì nó chỉnh cung. Vậy thì đây, từ vùng hỗ trợ đây nó bật lên và nó gặp 35.5 đến khoảng vùng 36 đây, đúng không ạ các anh chị? Thì nó cũng sẽ chỉnh cung, và đến thời điểm hiện tại thì nó đã bắt đầu hai cây chỉnh cung. Và điểm chỉnh cung đầu tiên chúng ta sẽ tính toán ở quanh vùng 34.3. Sau đó thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm. Trong trường hợp mà tích lũy cung cầu được ở vùng này, lực cầu ổn định, lực cầu ổn định ở trên vùng 34 cộng thì chúng ta sẽ nâng lại ở vùng 36.5, 35.5. Trong trường hợp ngược lại thủng vùng 34 thì xu hướng là sẽ đi lại nền rồi. Thủng vùng 34 thì sẽ vùng 33 và vùng 32.5 ở dưới này rồi. Chúng ta tiếp tục phân tích cổ phiếu Techcombank. Techcombank thì đối với Techcom nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đấy các anh chị. Đó, nó một cái chen lên và sau đó thì các anh chị có thể nhìn thấy cái bình nguyên đây không ạ? Đó, bình nguyên nó đang xây. Một cái điều khá là ok trong thời điểm hiện tại đó là sau một cái giai đoạn rất là dài thì các cổ phiếu nhóm banh gần như không bị mất hỗ trợ cuối cùng. Nó không giống như nhóm ngành thép. Đó, nhóm ngành thép là chính thức bị mất những cái hỗ trợ cuối cùng, nhưng nhóm ngành banh là không bị mất hỗ trợ cuối cùng và nó vẫn vòng vo được ở trong một cái biên hẹp. Thì đối với Tech đúng không ạ? Đối với Tech thì cũng phân tích khá là dài. Vùng hỗ trợ kỹ thuật 48 thì gần như ai cũng biết rồi. Đó, chắc chắn là học thuộc lòng luôn, bởi vì các anh chị thường xuyên nghe các bản tin tuần của Lê thì chắc chắn hỏi là Techcombank hỗ trợ bao nhiêu mày ơi? 48, chắc chắn trả lời ngay luôn con ơi. Thế hỏi kháng cự bao nhiêu mày ơi? 54 đến 55. Đúng không ạ? 56. Cùng lắm lên 56 nhưng vùng 54-55, hỏi thế là biết rồi. Và sau một cái bình nguyên nó xây đây các anh chị này thì như thế nào? Đó, thì chúng ta phải đợi nó đi hết con đường thì chúng ta mới biết được nó như nào chứ, còn ai mà biết được trước, đúng không ạ? Nhưng ít nhất với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này, đó, cùng đánh giá vùng 48 này, rồi vùng 48.5 rất ok. Lực bật lên thì bật lên đâu? Dự kiến như tín hiệu của Tech như này khá là ok rồi đấy. Dòng tiền thì đang duy trì khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu phiên, thế là ổn rồi.
Biên tích lũy 51 đến 51.5 thì sẽ công lên vùng 54, thủng vùng 54 sẽ lên vùng 55 đến vùng 56, và tạm thời trong nhịp này thì chúng ta cũng chỉ mới đánh giá tech ở vùng này thôi. TP Bank. Đối với TP thì đây trong tuần thì nó đã có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật lại quanh vùng 38. Nói chung là TP thì nó đánh về mặt kỹ thuật, trend kỹ thuật đó, thì nó vẫn đang là một cái trend kỹ thuật lên. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó, nó đang đánh ở một cái trend kỹ thuật như này, là trend kỹ thuật lên. Thì với cái cách đi như này, nó chưa có một cái bình nguyên phân phối. Đó, và đáy ở đây này, rồi xong đó nó xây đáy ở đây và nó xây đáy ở đây, như vậy là đáy sau cao hơn đáy trước, như vậy nó vẫn đang thỏa mãn một cái uptrend. Và khi nó thỏa mãn một cái uptrend thì các anh chị cầm nắm cổ phiếu thì chúng ta có thể canh những cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật. Đó, ví dụ như trong nhịp này thì chúng ta sẽ canh điểm đây. Đó, điểm hỗ trợ kỹ thuật chúng có phân tích rồi đấy, 35-36 đối với TP. Trong nhịp này thì nó sẽ có điểm hỗ trợ kỹ thuật ở 40 và sâu hơn nó sẽ ở quanh vùng 38, kháng cự gần của nó ở đây là vùng 44 đến vùng 45, tức là khi cổ phiếu quay lên đến cái vùng kháng cự này, nếu như mà nó cái lực bật nó không đủ mạnh. Đó, và cổ phiếu có những cây đỏ như thế này thì chúng ta sẽ chốt bớt. Để làm gì? Để khi cổ phiếu về đến những vùng hỗ trợ thấp ở dưới này thì chúng ta lại canh gom thêm. MHD Bank có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 28.5 và dự kiến thì sẽ công lại vùng 32. Nhìn chung thì khỏe thì nói chung lên 32, mà khỏe hơn được tí nữa, rốn được tí nữa thì vùng 33-34 ở đây thôi. Chúng ta chưa có đặt niềm tin lớn vào cổ phiếu này, chính vậy nên là các anh chị mua được ở vùng này thì về đến 32 chúng ta chốt đi một tí, ví dụ ra 30%, đúng không? Về 33 chúng ta ra tiếp đi khoảng 30% nữa là 60% rồi đó, còn lại 40% nữa thì chúng ta cầm lại tiếp đó. May mắn thì nó vượt 34 thì ok, là tôi vẫn còn 30-40% nữa để chúng ta đua những cái target cao hơn. Còn ngược lại mà lên đến chỗ này nó dội bom như thế này thì chúng ta ra nốt, như vậy là chúng ta trọn vẹn, chúng ta đừng có tham. Bản chất của trên thị trường chứng khoán là các anh chị chúng ta tham quá. Đó, chúng ta cứ muốn được con gà rồi thì chúng ta muốn được 10 con gà. Đó, được 10 con gà 10 con gà nó ở trong bu rồi, các anh chị lại muốn 10 con gà này nó gọi thêm khoảng 10 con gà nữa để 20 con gà úp vào bu. Nhưng mà không kịp úp thì 10 con gà này nó lại chạy ra hẳn cái bu rồi thì nó lại về mo. Đó, vậy thì chúng ta nên hiểu là chúng ta giữ lại 8 con gà ở trong cái bu. Chúng ta đi bẫy gà hay là chúng ta để cho 10 con gà nó chui ra khỏi con gà mất thì đấy là tùy các anh chị. Và cái cách cùng thường làm như vậy, cổ phiếu đạt target hoặc là khi chạm kháng cự bao giờ cũng sẽ chốt bớt để chúng ta hiện thực bớt một cái phần lợi nhuận của chúng ta. Đó. MBB ở trong thời điểm hiện tại nó cũng là tương đối là tốt, thì chúng ta cũng nhìn lại đây tổng quan, MBB đã có một cái trend kỹ thuật ở đây lên khá là tốt. Đó, và sau đó thì MBB xây một cái bình nguyên đi ngang, và tín hiệu kỹ thuật của MBB bắt đầu xuất hiện ở trong tuần giao dịch, bản tin tuần video số 200, đúng không ạ? Sau khi mà cái bình nguyên này xây thì các anh chị cũng đều hiểu rồi, rất rõ ở vùng hỗ trợ kỹ thuật là 27, sau đó là biên ở đây, biên 27.5 đến vùng 28, và cái bình nguyên này nó có một cái vùng kháng cự đây, đó là vùng 30.5. hỏi đến MBB ai cũng biết, xem nhiều rồi mà, nó thành kỹ năng rồi. Và cái câu chuyện đến của MBB khi mà từ vùng hỗ trợ và nó bật lên đây, và trong cái phiên giao dịch của ngày kết tuần ngày thứ 6, đúng không, thì nó có một cái lực cầu khoảng tầm đâu đó trên 60 triệu cổ phiếu, 50 triệu cổ phiếu được bắt, và giá cổ phiếu đánh break vùng 30.5, và từ đó thì nó có những cái cây điểm nền test ở đây, và đó là những cái thời điểm mà chúng ta có thể canh gom thêm tỷ trọng. Đó, lực cầu của MBB hiện tại đang duy trì như thế này là chát đấy các anh chị. 25 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là toàn là tay to đánh rồi, tay nhỏ không đánh được như thế này đâu. Và khi tay to đánh á, thì người ta sẽ đánh một cái trend tương đối là dài, nôm na nó thế. Thế thì đối với kỹ thuật của MBB các anh chị tiếp tục nắm, và nếu không nhầm thì cũng đã có phân tích cho các anh chị em ở trên nhóm. Ở biên kỹ thuật 32.5 đến biên 33 của MBB không bị phá thì chúng ta có thể canh gom thêm. Với một kỳ vọng ở nhịp này chúng ta có thể nâng target của MBB lên khoảng vùng 35 các anh chị, còn vùng 33.5 thì chính thức là đã đạt rồi, MBB đang khá là ok. Chúng ta đi phân tích VPBank, xem em VPBank nè. VPBank thì lực đánh cũng đang tương đối là ok, nhưng mà lực cầu thì đang chưa ổn lắm.
Thì VBank cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị. Sau một cái trang kỹ thuật rất là tốt rồi thì VBank xây một cái bình nguyên và cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 31.5 cũng đã có phân tích rồi. Nếu như VBank không bị phá vỡ vùng 31.5 thì cơ hội để VBank đánh là còn. Và sau một cái giai đoạn đó thì chúng ta có phân tích một cái bình nguyên ở đâu đó ở vùng 33.5 này và vùng kháng cự kỹ thuật của nó ở quanh vùng 39. Cái này là cũng đã có phân tích ở trong những cái bản tin tuần cũ rồi, các anh chị có thể xem lại. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VP nó cũng đang khá là tốt, nó cũng được có những cái xu hướng chung của nhóm banh thì cổ phiếu này cũng đang có những cái lực bật khá là ok. Biên kỹ thuật của nó 35.5 đến vùng 36, nó đang sau một nhịp tăng lên đây, nhịp tăng xong thì nhịp này là nó đang xác nhận xu hướng khả năng về đánh tiếp nó. Đây là điểm test các anh chị này, và điểm test này của nó bị thất bại nên là nó chỉnh cung trở lại, nhưng mà điểm test này sau một cây test xong và cây thứ hai nó lại khớp nối lại và nó đánh bật lại được trên cái vùng 30-36 cộng đây, như vậy là khá là tốt. Thì đối với VP thì các anh chị có thể kỳ vọng ở nhịp này ở quanh vùng 38 đến khoảng vùng 39 và lên đến đây thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. SHB nói chung, nhìn chung trong cái giai đoạn này thì SHB đánh cũng tương đối mờ nhạt. Tuy nhiên nếu như các anh chị mà xem kỹ các cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể đánh được các cái nhịp ngắn. Các cái nhịp ngắn đó là gì? Đó là hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 20.3 và vùng kháng cự của nó là quanh 25. Tức là cứ nôm na là thấp thấp ở dưới này thì có thể bắt một ít này rồi về đến cái vùng gần vùng 24-25. Đó thì các anh chị chúng ta có thể canh để chúng ta chốt bớt đi. Đấy thì đấy là một cái cách để chúng ta đánh cổ phiếu ở trong một cái biên hẹp, trong một biên hẹp. Nhìn về SHB thì nhịp này khả năng khả quan đấy, khả quan thì cũng sẽ lên vùng 24 đến vùng 25. Đó, và lên đến cái vùng này rồi thì lúc đó chúng ta sẽ đánh giá thêm cái yếu tố kỹ thuật của nó ở vùng kháng cự này. Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank ở giai đoạn này đang tương đối hay. Đang tương đối hay. Thì nó cũng hoàn toàn tương tự như các cái mã cổ phiếu bank khác thôi. Liên Việt Postbank cũng đã có một nhịp đánh từ vùng đây ạ, vùng khoảng tầm đây là bao nhiêu ta? Gióng lại xem cái. Đó, khoảng từ vùng 6 cho là vùng 7 đi và nó đánh lên khoảng vùng 30 và sau đó thì nó tiếp tục có một cái bình nguyên. Rất hay. Đó, nhóm banh được cái là nó chưa bị phá vỡ. Đó, và cái bình nguyên này thì chúng ta phân tích khá là dài. Đó, đúng không anh chị? Bây giờ hỏi rằng là hỗ trợ của Liên Việt Postbank ở vùng nào bạn ơi? Đấy, nói ngay vùng 20-20.5 chém như thật luôn. Ai bảo thế? Bảo anh Hùng Lê bảo thế. Đó. Vùng kháng cự bao nhiêu? Đó là vùng 23.5. Đây, vùng 23.5 và trong tuần vừa qua có một cái yếu tố kỹ thuật khá là đột biến. Thứ nhất đó là dòng tiền. Thì hiện tại là dòng tiền đang đánh được khoảng tầm trên 20 triệu cổ phiếu. À, tay to rồi, đúng không ạ? Các anh chị, tay to thì mới đánh được thế, tay nhỏ chúng ta chỉ đánh được một vài nghìn, làm sao mà làm được những cái con sóng này. Thế thì nó có một câu chuyện là khi tay to đánh rồi thì chúng ta sẽ ok, chúng ta nhìn đây, chúng ta xem nào. Hỗ trợ kỹ thuật này, đánh break vùng 23.5. Và thực tế thì quan điểm kỹ thuật là nghĩ rằng là cổ phiếu này sẽ lấp lại gap vùng 23.5, nhưng với cách đánh này thì xu hướng cao khả năng là nếu như mà chúng ta thòng để mua thêm ở cái vùng giá 22.5 đến vùng 23 khả năng là khó, theo quan điểm như thế. Nhưng mà cũng không phải là không có thể, nên là gì, nên là trong các cái nhịp test kỹ thuật đó, ví dụ như đây, chúng ta sẽ mua một ít ở phiên này quanh vùng 24, rồi chúng ta quan sát tiếp nến đóng phiên ở phiên này trên vùng 24 cộng, như vậy là tốt rồi. Ở phiên này thì ta lại đặt tiếp ở quanh vùng 24, 24.1, 24 đấy, rồi phiên này cũng tương tự như vậy. Tức là mỗi phiên chúng ta nhặt một ít các anh chị. Thay vì là chúng ta nhặt ào một phát 10.000 cổ phiếu thì phiên này tôi nhặt 1.000, phiên này tôi nhặt 1.000, phiên này tôi nhặt 1.000, rồi phiên này tôi sẽ nhặt 1.000 tiếp. Như vậy thì vô hình dung là đến những cái phiên sau á thì chúng ta đã có một cái lượng cổ phiếu sẵn ở trong tài khoản rồi, và chúng ta tiếp tục nhặt như vậy thì ở cái mức độ an toàn của chúng ta sẽ rất là cao. Trong trường hợp nếu như cái xu hướng cổ phiếu nó bị sai thì chúng ta sẽ sẵn sàng bán đi những cái lượng cổ phiếu mà chúng ta đang có ở trong tài khoản để chúng ta giảm thiểu cái tỷ lệ lỗ. Các anh chị, đó, giảm thiểu cái tỷ lệ lỗ tối thiểu nhất có thể. Thì mà để mà giảm thiểu được cái tỷ lệ lỗ đó thì chỉ có cách là chúng ta quản trị rủi ro bằng cách chia nhỏ điểm mua và chia mua trong nhiều ngày, ke những điểm mua hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta mua, chỉ có cách như vậy thôi. Còn Liên Việt Postbank, các anh chị ok, chú ý nhá, chúng ta có thể canh gom thêm, quan điểm kỹ thuật là như vậy.
Tuần tới khả năng nó sẽ công vùng 26, 28, 30. Đây là các cái vùng target mục tiêu mà Liên Việt Postbank sẽ dự kiến sẽ có những cái điểm công ở trong các cái tuần giao dịch tiếp theo của năm mới, và xu hướng đang khá là đẹp. Rồi STB cũng đang khá là ok đây các anh chị. STB cũng đang duy trì được một cái lực cầu theo quan điểm kỹ thuật cùng là tương đối tốt. Ở trung bình đạt được khoảng tầm 35 33 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là cũng chất ở đấy, chất như nước cất ở đấy. Đó, nó cũng bằng những cái nhịp đánh này. Tức là khi mà lực cầu mà duy trì được một cái lượng như vậy thì đó toàn là làng đánh rồi, đó, làng to chứ không phải làng bé. Và thêm một điểm tích cực nữa của STB đó là gì? Đúng anh chị, sau một cái giai đoạn, đây cũng là một cái bình nguyên mà ông đã có phân tích cho các anh chị về mã cổ phiếu STB rất là dài ở quanh vùng 26 26.5. Sau đó thì cái biên kháng cự chính xác nó là nằm ở khoảng vùng 31. Cứ xem lại các cái bản tin tuần cũ đi. Thì chúng ta sẽ thấy được những cái phân tích về mặt kỹ thuật kháng cự đây, và cái điểm nhấn kỹ thuật của STB đó là sau khi nó đây các anh chị này, cái mô hình nấm của nó ở đây nó thể hiện cực kỳ rõ luôn. Đó, sau khi mà nó bắt break vùng 31 rồi thì nó đã quay trở lại, nó test lại 31 ở đây rất là thành công. Và đến thời điểm hiện tại thì gần như giá của STB đang neo lại trên vùng 34 35 như thế này là khá là đẹp. Thì trong tuần tới các anh chị em của chúng ta có thể lưu tâm giúp cùng ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 35. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật của STB. Trong trường hợp cổ phiếu này không bị công thủng, không bị phá vỡ ở đây. Đó thì cái xu hướng nó sẽ đánh đến vùng 37, và thậm chí ở trong những cái nhịp cũ á, thì cũng có nói rồi, đó là những cái nhịp trả cung ở quanh vùng 33, 32, 31 ở đây, thì những cái nhịp này thì các anh chị có thể túc tắc gom thêm. Bởi vì quan điểm là vì khi mà cổ phiếu đánh break lên thì chúng ta phải có những cái vị thế thấp ở dưới này, và sau đó thì chúng ta túc tắc từ từ. Đó, mỗi phiên chúng ta cày thêm một ít để làm gì? Để thứ nhất là chúng ta có T, thứ hai nữa là cổ phiếu nó liên tục về và chúng ta đã có vốn sẵn ở trong trong tài khoản rồi, thì khi mà cổ phiếu nó bị sai xu hướng thì chúng ta có thể sẵn sàng để chúng ta xử lý những cái yếu tố kỹ thuật nó rất là ổn định. STB, SHB, Liên Việt Postbank. Chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu BVB nữa anh chị nhỉ? Đúng rồi, BVB. Thì đối với BVB ở trong một cái giai đoạn nó cũng khá là dài thì cũng đang kỳ vọng ở một cái biên 20, đó chính là biên xây nền tạo đáy của cổ phiếu này, và đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta có thể canh bắt từ từ bắt thêm. Đối với những cái vị thế mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể bắt thêm. Điểm nhấn kỹ thuật của BVB ở trong thời điểm hiện tại là để đánh được dòng tiền, để đánh được thì nó sẽ cần phải xuất hiện những cái phiên mà dòng tiền nó phải đạt được đâu đó khoảng tầm độ trên 5 triệu cổ phiếu, đúng không? Trên 5 triệu cổ phiếu. Tín hiệu kỹ thuật như này thì khá là ok rồi. BVB có thể quay trả lại cung ở quanh vùng 20.5, thậm chí là vùng 20, và chúng ta chờ đợi một cái lực cầu đâu đó nó khoảng tầm độ đây. Đánh trên 10 triệu thì đẹp quá, nhưng nói chung là chỉ cần khoảng tầm trên 5 triệu cổ phiếu và giá cổ phiếu không bị phá vỡ vùng 20 thì đấy là những cái phiên mà các anh chị có thể canh gom tăng tỷ trọng cổ phiếu BVB lên. Như vậy trong thời điểm hiện tại thì nhóm ngành banh vẫn đang là một cái trụ cột mà để dẫn dắt cái xu hướng của thị trường, kết hợp với một số các cái mã cổ phiếu trụ các anh chị. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán. Thì hiện tại là chúng thấy rằng nhóm ngành chứng khoán của chúng ta nó đang có một cái điểm hội tụ kỹ thuật tương đối đẹp rồi. Và chính vì cái điểm hội tụ kỹ thuật tương đối đẹp như vậy thì các anh chị sang tuần giao dịch mới thì chúng ta có thể canh bắt, và những mã cổ phiếu nào bắt được thì chúng sẽ phân tích khá là kỹ, khá là sâu, các anh chị chú ý. VCI hiện tại thì chưa bắt được các anh chị, chưa bắt được. Ở đây là VCI đang rơi lại về vùng hỗ trợ kỹ thuật 55. Tuy nhiên thì quan điểm kỹ thuật là vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì không phải là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của VCI. Và VCI sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở đây, đó là khoảng vùng 45 đến khoảng vùng 46.5. Khả năng cao thì cũng đang có những cái đánh giá mà chúng ta sẽ chờ thêm thôi. Cái này thì chúng ta cũng chưa thể kết luận vội vàng được. Đó là cổ phiếu VCI sẽ có những cái điểm quay test trở lại ở khoảng vùng 52.5.
Đó, trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này bị thủng vùng 52.5 thì xác suất cao là nó sẽ đi về cái vùng ở đây, và cái vùng dưới này mới là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh. Còn trong trường hợp nếu như nó không bị thủng vùng 52.5 mà nó đi xây ở đây thì chúng ta sẽ chờ thêm cái tín hiệu cầu. Ở trong trường hợp nếu như lực cầu mà bật lại quay lại khoảng tầm trên 5,2 triệu cổ phiếu thì như vậy là cái lực phục hồi T cộng sẽ nằm ở nền trên chứ nó không thể xuống được ở nền này. Và đấy là cái thời điểm mà các anh chị cũng có thể canh gom. Đó, ví dụ nó xuất hiện một phiên mà cổ phiếu này có một lực đánh khoảng tầm trên 5,2 triệu thì chúng ta có thể thăm dò. Nhưng đến thời điểm hiện tại là lực cầu nó chỉ đạt khoảng tầm 1 triệu rưỡi thôi. Đó, thì chúng ta cần phải chờ thêm các cái tín hiệu. Cổ phiếu SSI. SSI thì nó đang gần hội tụ khá là gần rồi, khá là gần ở vùng 39 đến vùng 40. Đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của SSI. Tín hiệu bắt như thế này thì cũng khá là đẹp rồi đấy các anh chị. Trong tuần vừa qua thì SSI đã xây ngang ở quanh vùng 42.5, như vậy là đẹp. Lực cầu bật lên và nó đang tiệm cận lại cái biên ở đây là biên 45 thì xu hướng nó sẽ trả lại một nhịp. Nó sẽ trả lại một nhịp, tức là nó sẽ dự kiến ở quanh vùng 44 hoặc thậm chí nó có thể quay lại vùng 42.5 đến vùng 43. Thì đây là những cái vùng mà các anh chị có thể canh nhặt thăm dò dần. Bởi vì sao? Bởi vì đây này, vùng 39 đến vùng 40 là vùng hội tụ kỹ thuật tương đối là ok của SSI. Cổ phiếu HCM. HCM thì nó cũng đang đi cái mô hình nấm. Đây các anh chị. Và cái điểm hội tụ kỹ thuật của HCM ở đây nó cũng đang tương đối đẹp, đó là vùng 35 đến vùng 36 và sâu hơn đó là vùng 33. Như vậy đối với HCM thì các anh chị cũng có thể canh nhịp trả cung, khả năng là cổ phiếu này nó sẽ trả cung. Đấy, nó đây này, đây là một cây nấm này, và cây nấm này nó test lại ở bên này, nó thất bại nên nó lùi sâu hơn một tí. Nhưng mà sau đó thì cây nấm này nó lại đang đâm lại vào cái phần thân nến của cây nến này, như vậy là khá là ổn rồi đấy. Tương đối là ổn. Thì tuần tới các anh chị có thể canh ở quanh vùng 30 đây này, biên của nó đây, 35-36 chúng ta có thể giải ngân thăm dò một phần. Trong trường hợp nếu như thủng 35 thì chúng ta sẽ chờ cái cổ phiếu nó xây lại ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 34 đây, chúng ta sẽ canh tiếp để chúng ta gom tiếp. Và đây là hai điểm hội tụ kỹ thuật rất là ok của HCM. Thế thì lật lại vấn đề, một số anh chị bảo là vậy thì sau khi mua xong ở đây chúng ta gom một ít ở đây, gom một ít đây mà nó bị sai xu hướng thì như thế nào? Thì cái câu chuyện là gì? Ông đã nhắc rất kỹ rất nhiều lần ở trên bản tin tuần và cho các anh chị, đó là gì? Chúng ta không thể đoán được chính xác đâu là đỉnh, đâu là đáy, mà chúng ta đi dò. Thì đi dò thì có thể là sai. Và trong trường hợp nếu như đây chúng ta bắt một điểm, đây chúng ta bắt một điểm, những cái điểm rất là nhỏ thôi, chúng ta không mua full. Chúng ta bắt 10%, đây 10%, ví dụ 20%, và những cái cổ phiếu vị thế đầu tiên về đến tài khoản thì chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Trong trường hợp nếu như mà SSI mà HCM bị thủng vùng 33 thì đương nhiên là gì ạ? Đương nhiên là sai. Tức là đây chưa thể là đáy rồi. Chúng ta dò cái điểm này nó bị thất bại. Và cái điểm dò thất bại rồi thì chúng ta phải xử lý. Đó, thì có hai cách để xử lý. Một là các anh chị cầm lại tiếp. Thì phải xác định là khi chúng ta cầm lại tiếp thì có thể SSI, HCM có thể rơi về vùng 22. Chúng ta, về vùng 22. Đó, chúng ta có chịu được không? Còn nếu không thì chúng ta bắt buộc chúng ta cắt ở đây. Đó. Đó, thay vì chúng ta mua ở đây thì chúng ta đã khá khẩm hơn những anh chị mà đua ở trên này rồi đấy các anh chị. Đó, nhưng mà cái câu chuyện là về đến đáy rồi nhưng cổ phiếu thủng đáy là câu chuyện rất bình thường. Đó, nhắc lại như vậy. Rồi đối với SSI đây thì vùng hỗ trợ 39, SSI cũng phân tích rồi, SSI đây, vùng 39 đến vùng 40. Cổ phiếu SHS thì cũng chạm đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó đây rồi các anh chị nhá. Đó, thì đây, ở đây là chúng ta có thể dò lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 35. Ở đây là biên hỗ trợ rất là mạnh này. Biên ở đây đó là biên 37 đến 37.5, và sang tuần tới thì các anh chị có thể ke quanh vùng 38. Khả năng của chúng ta sẽ phải quanh vùng 38, 38.5 ở đây. Cổ phiếu SHS sẽ xây nền ở đây và hoàn toàn tương tự, tức là khi mà cổ phiếu này mà nó tăng lên á, thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái nhịp quay về test ở bên này, và những cái nhịp test đó chính là những cái nhịp mà chúng ta canh gom thêm. Đó, canh gom sẽ rất là ok về mặt giá vốn, thay vì việc của chúng ta đua xanh, đây là những phiên đua xanh thì chúng ta sẽ ke lại. Đó, ít nhất là chúng ta mua ở vùng 38.7 thì nó sẽ tốt hơn ở những cái anh chị em mà đã đua vào những cái phiên xanh này, đúng không các anh chị? Đó,
Thì SSS là sang tuần tới chúng ta sẽ canh ở quanh vùng 38.5. Đấy là nôm na những cái điểm test quanh đây. Đối với MBS thì hiện tại là MBS đang có những cái nhịp hồi, nhưng nhịp hồi này thì nó chưa thực sự là khỏe. Cung cầu đang nằm tít tọm thế này thì khó mà tăng. Và đây đang là những nhịp mà gì ạ? Nó chuyển chuyển mình. Và sau những cái nhịp chuyển mình đó thì nó sẽ tăng lên rồi nó hạ xuống, tăng lên hạ xuống. Và trong cái nhịp này thì cũng đang dự báo cái điểm điểm biên trên của nó khoảng quanh vùng 34, và tuần tới nó sẽ quay lại test vùng 31, thậm chí sâu hơn là vùng 30, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái xu hướng tạo nền của MBS ở quanh vùng 30 đến khoảng vùng 31 trước khi có những cái khuyến nghị mua đối với MBS. Ở cổ phiếu CTS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. CTS sau khi mà nó bị rơi ở vùng 37.5 thì cái vùng ở dưới này nó chưa phải là cái vùng hội tụ kỹ thuật mạnh của CTS đâu. Mà đây đang là nhịp hồi T cộng, xu hướng nó sẽ test lại ở vùng 33. Trong trường hợp nếu mà thủng vùng 33 thì nó sẽ đi về đây, vùng 28 đến khoảng vùng 29. Đây mới là vùng hội tụ kỹ thuật mạnh của cổ phiếu CTS, và chúng ta sẽ đánh giá thêm MCTS ở vùng này. Cổ phiếu VND, VND cuối tuần tăng tốt quá nhỉ. VND thì hơi hơi chậm, mất một nhịp rồi. Xu hướng này thì VND sẽ hồi phục, nhưng mà để mà bắt VND theo kiểu đua xanh thì Hùng hơi ngán. Bởi vì sao? Cái vùng 71.5 đến khoảng vùng 73.5 nó ở khá là gần đây rồi. Như vậy là chúng ta nếu bắt thì chúng ta cũng sẽ không được bao nhiêu. Trong khi đó thì cái rủi ro nó sẽ lớn. Còn nếu như các anh chị mà đang có sẵn hàng rồi á thì chúng ta có thể canh quanh vùng hỗ trợ 66 đến khoảng vùng 66.5 trong một những cái nhịp mà thị trường chỉnh cung hoặc là thị trường chùn lại thì khả năng là VND sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh đây thì có thể gom thêm. Nhịp này thì sẽ kỳ vọng là ở khoảng vùng 73, và khỏe hơn thì sẽ lên ở khoảng vùng 76 đối với VND là ok. Đối với FTS, đối với FTS thì sau khi mà cổ phiếu này bị mất ở vùng đây này, có phân tích cho anh chị rồi, 51.5, thì nó cũng đang có những nhịp long lên sọt xuống, long lên sọt xuống, và sau cái nhịp long sọt này thì sau đó thì chúng ta mới đánh giá thêm. Và hiện tại thì chúng ta sẽ xem ở vùng 44.5, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật, vùng kháng cự 51.5, và khả năng cao thì xu hướng của FTS sẽ đi ở trong bên này. Trong trường hợp trong trường hợp nếu như cổ phiếu test lại ở vùng 41.5 bị thất bại thì các anh chị lưu ý, nếu vùng này bị thất bại thì chúng ta phải hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu này đó. Bởi vì sao? Bởi vì các anh chị có thể nhìn thấy đây, FTS cũng đã có một cái hành trình đi lên tương đối dài, đạt đỉnh ở vùng 75, và sau cái thời gian đạt đỉnh thì cổ phiếu FTS đã chỉnh và nó đã bị phá này. Thứ nhất đó là phá vùng 58 là một cái tín hiệu xấu này. Sau đó nó lại tiếp tục phá vỡ vùng 51.5, đấy là một tín hiệu xấu thứ hai. Và gần như nếu như mà cổ phiếu FTS mà bị phá vỡ vùng 44 nữa thì xu hướng nó sẽ rơi về vùng 30. Rồi, rơi về vùng 30 nó bao giờ nó cũng thế các anh chị, khi cổ phiếu rơi nó không rơi một mạch đâu. Nó về vùng 30 có thể nó sẽ xuất hiện một cái lực hồi. Ở lực hồi đây thì nó được mô phỏng như là một cái mô hình nến ở đây, mô hình nấm ở đây. Đó, nó hồi lên xong nó lại quay lại test lại vùng 30. Test thành công thì ok, nhưng mà test thất bại thì nó lại tiếp tục, nó lại thõng xuống ở dưới này. Đó, nên là không ai có thể đoán được đâu là đỉnh, đâu là đáy đâu các anh chị. Và chúng ta phải tuân thủ những cái yếu tố kỹ thuật của thị trường cũng như cổ phiếu để chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải rất là chú trọng đến những cái vấn đề này. Đối với MBVS thì cũng đã có một cái hành trình tăng tương đối là đẹp rồi ở vùng 45. Ở đây nó đang chạm lại vùng hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mà với lực cung cầu như này thì cũng đánh giá rằng khả năng cao để mà cổ phiếu này bật lại nó cũng sẽ chưa có đâu. Nó sẽ xu hướng nó sẽ đi ngang, nó xây nền ở đây, và các anh chị mà cầm em này thì chúng ta sẽ chú ý khoảng quanh vùng 32.5.
Nói chung là không gãy vùng 32.5 thì vẫn có thể cày cuốc được, nhưng mà nếu mà mất vùng 32.5 thì các anh chị lưu ý nhé, sẽ tương đối là xấu nếu cổ phiếu này mất vùng 32.5. Ok, nhóm ngành chứng khoán thì cũng sẽ phân tích như vậy, và bây giờ thì cũng sẽ phân tích sang một cái nhóm bị chửi nhiều nhất trong cái thời gian vừa qua. Các anh chị có biết nhóm nào không ạ? Họ FLC, họ FLC sẽ có một vài các cái phân tích, một vài các cái góc nhìn cho các anh chị. Bởi vì biết rằng là họ này thì mọi người cũng đang bị kẹp lại tương đối nhiều, chắc chắn là như vậy. Thì đối với FLC ở trong thời điểm hiện tại đó là gì ạ? Đó là cổ phiếu này bắt đầu có một cái tín hiệu giao dịch bình thường. Thì như thế nào gọi là giao dịch bình thường? Tức là cái lực cầu của nó bắt đầu trung bình đạt được khoảng tầm từ 25 triệu cổ phiếu. Như vậy là tạm ổn. Còn đối với góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, tạm thời thì chúng ta sẽ lấy biên 10 sẽ là biên hỗ trợ về mặt kỹ thuật của nó. Tức là có nghĩa là gì? Cổ phiếu này nó sẽ có những cái điểm long lên, đúng không ạ? Rồi nó sẽ đạp xuống. Nó sẽ đi ngang ở quanh vùng 10. Trong trường hợp nếu như nó test thành công ở vùng 10 thì là ok. Nhưng trong trường hợp nếu như nó test thủng 10 thì sao? Thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục đi xuống. Chứ không phải là 10 là đáy các anh chị nhé. Mọi người rất rất nhiều người đang dự báo rằng ở vùng 10 là vùng đáy. Không phải. Ở vùng 10 là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cổ phiếu có thể có những cái lực bật T cộng ở đây. Và từ cái lực bật đó thì chúng ta mới đánh giá thêm cái khả năng xây nền cung cầu ở đây, rồi sau đó chúng ta mới xác định rằng à như vậy có phải là đáy không. Đó. Còn cái câu chuyện là nếu như FLC thủng 10 thì nó có thể đi về 6, thủng 6 nó có thể đi về 4, thủng 4 nó có thể đi về vùng 2.5. Đấy là câu chuyện rất bình thường của cổ phiếu. Em rốt. Rốt thì gần như cũng đã có một gọi là một cái trend kỹ thuật rất là xuất thần, và mọi người hay gọi đây là mô hình cây thông. Và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã đi về gọi là cái điểm xuất phát điểm của nó, đó là vùng 6, gần như vùng 6.6 đến vùng 6.7 ở đây là xuất phát điểm của một cái trend kỹ thuật, nó đánh lên lên đến tận vùng 16.3. Thì như vậy là gì? Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì rốt cũng đang nó đang quay trở lại một cái cung cầu, mà theo quan điểm kỹ thuật là gì, nó đang quay trở lại một cái trạng thái bình thường. Đó, khi nó đạt được lực cầu khoảng tầm trung bình 3 triệu 30 triệu nhỉ, xin lỗi cả nhà, 30 triệu cổ phiếu trên một phiên giao dịch, đấy là cung cầu bình thường của em rốt rồi. Và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì nó đang vùng 6.6 đến vùng 7, chúng ta có thể quan sát thêm. Trong trường hợp nếu thủng 6.6 thì nó sẽ bị ép về khoảng vùng 5.3. Cổ phiếu 2 2 thì đây nó đánh lên cũng tương đối là 10, chạm 10 thì bắt đầu 2 rơi. Và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đang chạm về vùng 5, nhưng mà theo quan điểm kỹ thuật của Hùng thì vùng 5 khả năng sẽ là chưa phải là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh nhất của hai đâu. Nó sẽ có một cái lực tăng lên ở đây và sau đó nó quay lại trở lại test cung ở vùng 5 và sẽ đánh giá thêm ở vùng 5. Nếu thủng 5 thì xu hướng sẽ ở khoảng vùng 4 đến khoảng vùng 4.2. Nói chung ở khoảng cái tầm này này thì mới mới khả năng mới là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của cổ phiếu 2. Và hiện tại thì hai cũng đang đạt được một cái trạng thái giao dịch xấp xỉ khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì đấy cũng tạm gọi là tín hiệu kỹ thuật bình thường. Mọi người đang nói nôm na tức là FLC bắt đầu thích ứng với tình hình mới, đó, xu hướng mới, đúng không anh chị? Sau gọi là sau 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 dịch bệnh, đúng không ạ? Sau đại dịch thì nó phải thích ứng từ từ, và bây giờ nó bắt đầu quay trở lại cung cầu bình thường. Bình thường mới chứ không phải là bình thường như trước khi mà chưa có cái sự 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 việc mà của FLC thì nó lại khác. Nhưng bây giờ sau cái sự việc sự cố đó thì cung cầu nó bắt đầu trả trở lại, như vậy thì tạm được gọi là bình thường rồi. Thì sau cái sự bình thường đó, cổ phiếu sẽ vận động theo xu hướng xây nền tích lũy, rồi sau cái sự xây nền tích lũy đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng phục hồi cái trend kỹ thuật của cổ phiếu. Rồi đối với AMD thì chúng ta có dò lại vùng 5.6 đến vùng 6 là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Tuy nhiên nó quay trở lại nó test cung cái vùng 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 5.6 này bị thất bại thì nó đang nó đang ép xuống một cái điểm sâu hơn, và trên góc độ kỹ thuật thì cũng đánh giá rằng vùng 4.8 đến vùng 5.2 khả năng sẽ là biên mà AMD sẽ đi ngang tích lũy ổn định ở đây. Ở cung cầu của AMD bắt đầu xuất hiện trở lại được khoảng tầm trung bình, theo quan điểm kỹ thuật cùng trung bình khoảng tầm từ 3 đến 6 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy cũng nó bắt đầu quay trở lại một cái trạng thái bình thường mới. Đó, bình thường mới rồi các anh chị.
Tiếp theo mã cổ phiếu KLF thì đối với đối với KLF thì cái mức độ bình thường trước khi mà nó xảy ra biến cố thì nó sẽ ở vào khoảng trung bình, cái tỷ suất giao dịch trung bình của nó đâu đó nó khoảng rơi vào khoảng tầm 7 triệu cổ phiếu trên một phiên, và đến thời điểm hiện tại là nó đã đạt được khoảng tầm trung bình khoảng 5 đến 6 triệu rồi. Như vậy là nó cũng đang đang bình thường trở lại. Còn trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta đánh giá rằng KLF ở vùng 5.4. Đây 5.4 ở đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây hỗ trợ này thì nó cũng đã đạp về vùng hỗ trợ này rồi. Tín hiệu phiên kết tuần là nó rút chân lên, như vậy thì khả năng cao điểm này cũng sẽ phải 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 hạ xuống một tí nữa. Tức là chúng ta sẽ đánh giá thêm cái xu hướng của KLS ở quanh vùng 4.5. Tín hiệu xây nền ở quanh vùng 4.5 đến khoảng vùng 5 ở đây. Tức là xu hướng em sẽ hạ xuống như này đó. Đó, rồi sau đó em đi ngang em tích lũy ở đây. Đó, cung cầu thì phải đạt được khoảng tầm trên 7 triệu rưỡi, 7500 hay mà đó. Duy trì ổn định ở cái tầm này, như vậy là nó cũng sẽ chuyển sang một cái trạng thái cân bằng mới. Cổ phiếu HAR. HAR trước đây chúng ta cũng đánh rất là thành công. Đó, chúng ta nâng được cái target của HAR lên tận vùng 15 đến vùng 16 cơ mà các anh chị. Đấy, từ cái vùng thấp thấp ở dưới này. Từ vùng thấp thấp ở từ vùng 9 đến vùng 9.5 mà nâng lên được vùng 16, như vậy là một nhịp đánh của HAR cũng tương đối là tốt. Thì đối với HAR chúng ta dò lại điểm mục tiêu thứ nhất, đó là vùng 9 đến vùng 9.5, và sau đó nó quay lại test này, điểm test này bị thất bại. Điểm test này thất bại thì nó sẽ hạ độ cao xuống và tiếp tục ở đây, đó là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 7 đến vùng 7.5 thì nó hoàn toàn tương tự như vậy, là vùng này thì nó sẽ có một cây nấm thứ hai, nó sẽ tăng lên và sau đó lại quay trở lại test ở bên này. Thì chúng ta sẽ đánh giá thêm, nếu test thành công thì là có thể bắt đầu cân đo đong đếm, còn trường hợp nếu như mà test không thành công thì lại quan sát tiếp thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cổ phiếu tăng hoặc là giảm á, thì cái điểm mà để mà nó xây nền tích lũy, để nó hình thành một cái trend kỹ thuật mới, các anh chị có thể nhìn ở đây đó, các anh chị nhìn cái hình này đúng không ạ? Đó, nó phải xây từ điểm này đến điểm này thì nó mới xây được đó. Thì bây giờ ví dụ đi đó, sang đến đây đó, ít nhất ông cũng phải đi còn chán đó, ông phải đi dài chứ không phải là đi một hai cây nến như này là ô đáy 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 ở đây, không có câu chuyện đó đâu anh chị đó. Muốn biết đáy hay không, đây này, khi cổ phiếu tạo đáy xong thì chúng ta biết đấy là đáy. Đấy, đây là cổ phiếu tạo đáy xong và nó có những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ ha, khi đó là nó đây break đó, đây thì cái điểm này chính là cái điểm mà có thể xác nhận rằng là cổ phiếu ha đã chính thức tạo đáy ở đây đó. Khi nó tạo xong ở đây, đến đây chúng ta mới khẳng định được à đây đáy rồi các ông ạ, chứ không phải là khi cổ phiếu đang nằm ở đây bảo ô đáy rồi các anh ơi. Đấy, biết đâu được, rất nhiều các mã cổ phiếu nó đi 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 lừng khừng như này, nhưng mà đến đoạn này nó đạp tõm phát xuống phát này chết luôn, và chúng ta dồn dồn tất tiền vào, không phải là cổ phiếu, mà cổ phiếu này là cổ phiếu đầu cơ, mà rất nhiều những mã cổ phiếu khác nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy đó. Nên là gì, chúng ta phải đi hết cái con đường đó thì chúng ta mới phán đoán được à đây đấy. Nhưng chúng ta cũng có thể dò đáy bằng cách là gì, à cái vùng này tôi mua khoảng 20% đó, đúng không? Ví dụ như giả sử tôi mua 20.000 thì cái chỗ này tôi mua khoảng 2.000 thôi đó. Vậy thì trong trường hợp nếu như chúng ta sai thì chúng ta sai 2.000 chứ không phải chúng ta sai 20.000 đó. Nó cái bản chất nó nằm ở chỗ đó, sai đúng nó nằm ở chỗ đó, nó hoàn toàn khác nhau. Và cái câu chuyện là quản trị rủi ro, quản trị điểm mua, chia điểm mua, rồi phán đoán điểm nào chúng ta sẽ gom thăm dò, điểm nào chúng ta có thể tăng tỷ trọng, thì đấy là những cái chiến lược mà từng nhà đầu tư sẽ phải tự thích ứng cho mình, phải tự vạch ra cho mình. Còn Hùng Lê chỉ có phân tích cho anh chị một cái nền như vậy thôi, và chúng ta dần dần thì chúng ta sẽ lắp ráp những cái phân tích của Hùng Lê vào trong tham khảo, vào trong những cái quyết định đầu tư của mình đó. Rồi chúng ta phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu view nhanh xem nào. Đầu cơ thôi. Ở DLG đến thời điểm hiện tại các anh chị, tuần tới chúng ta sẽ chú ý ở vùng 6 đến vùng 6.5. Xu hướng nó sẽ test lại vùng này, nếu mà gãy 6 thì như vậy là hỏng. MTTF này đang một cái nhịp mà chúng ta phân tích đây tương đối là tốt, ở lên được vùng 15 16 như vậy là tốt rồi, và hiện tại thì cổ phiếu này cũng đang chỉnh. Nhìn cái góc độ chỉnh thì cũng chưa thuyết phục đâu, khả năng là nó sẽ quay lại ở quanh vùng 10.6 đến vùng 11 ở đây, đây mới là hỗ trợ kỹ thuật mạnh, thậm chí là có thể tính toán ở vùng 10. Ở vùng này thì em này xây nền tạo đáy ở đây thì chúng ta sẽ phân tích tiếp.
HQC đang có mô hình test nấm ở đây, và mô hình test nấm thì khá là ok rồi. Cuối tuần nó lấy lại được vùng 6.7, như vậy là tạm ổn. Biên hỗ trợ kỹ thuật 6.3, 6.5 và sâu hơn ở vùng 6 thì đây sẽ là những cái điểm mà các cái điểm nhấn mà cổ phiếu này sẽ đi ngang, xây nền, tích lũy, tạo nền ở đây. Đó, và chúng ta sẽ quan sát thêm. MHS ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật 9 sau một điểm nến test ở đây. Đây hỗ trợ kỹ thuật 9 đấy các anh chị. Đó, trong trường hợp nếu như cổ phiếu này mà test thành công ở vùng 9, lực cầu quay trở lại khoảng tầm trên 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, nó giá bật thoát lại khoảng vùng 10 cộng thì như vậy là chúng ta có thể canh gom thêm. Còn ở quanh vùng 9 thì các anh chị có thể thăm dò với tỷ trọng thấp. Hỗ trợ mà, hỗ trợ thì ta thăm dò thôi chứ ta biết làm sao được, đúng không ạ? Rồi đối với ITA ở biên 12.5 đến biên 13, đây là biên này thì cũng nó cũng đang quay lại test mô hình nến ở đây, mô hình nấm ở đây. Nấm test như thế này tạm ok. Và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà ITA có lực cầu bật lại khoảng tầm độ trên 14-15 triệu cổ phiếu. Như vậy chúng ta có thể tăng gom thêm. Còn ở biên này thì có thể bắt thăm dò 12.5 đến vùng 13. OGC OGC ở đây là chúng ta đã dò tìm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó, vùng 8 đến vùng 8.3. Nhưng vùng này test nó thất bại, và cuối tất nhiên là cuối tuần thì nó lấy lại được gần vùng 8. Tuy nhiên lấy một phiên như vậy mà lực cầu như thế này thì không ăn thua, không ổn đấy. Lực cầu các anh chị nhìn này đấy, bé tí bé tẹo này làm sao mà đánh được, đúng không ạ? Rồi như vậy là xu hướng thì cổ phiếu kỳ vọng là nó sẽ xây nền tạo đáy ở đây và sẽ chờ một phiên nó bật lại được khoảng tầm trên 2,2 triệu cổ phiếu, ít nhất phải tầm 3-4 triệu cổ phiếu nó bắt lại từ đây, và giá nó bật vượt thoát trên vùng 8.3 cộng thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta canh gom mạnh. GVC cũng như vậy, đây lực cầu đang thấp như này thì nó chỉ là những cái giai đoạn như nào các anh chị, đây, đó những cái giai đoạn này, những cái giai đoạn này là những cái giai đoạn gì ạ? Tích lũy, rồi sau đó thì lực cầu nó phải mạnh mẽ lên, tức là lực cầu nó phải tầm 5-6 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì ở đây chúng ta sẽ kỳ vọng nó cũng test mô hình nóng ở đây, tức là vùng 7.7 là đang lấy lại được vùng 7.7 rồi, nhưng mà lấy như thế này không thuyết phục. Không tiếp tục, và xu hướng thì chúng ta phải đánh giá ở quanh vùng 7, thậm chí sâu hơn ở vùng 6 đối với GVC. Tức là khi chúng ta mua thì chúng ta phải xác định được là cổ phiếu có thể rơi về vùng 6, nôm na, hiểu như vậy. HSL thì nó hiện tại đang ở hỗ trợ quanh vùng 9, vùng 8.5. HSL thì cũng có thể bắt từ từ, quan điểm là như vậy, mỗi phiên ta bắt một tí. Quanh vùng 9 ta bắt một tí, quanh vùng 8.5 ta bắt một ít, rồi loanh quanh ở đây bắt đây. Đó, bắt xong rồi thì chúng ta sẽ chờ cái gì ạ? Chờ lực cầu, lực tiền, và đấy ví dụ dòng tiền đang lên này, rồi tín hiệu đường MACD nó đang cắm đầu thế này thì làm sao mà lên được, đúng không ạ? Đường MACD nó phải chuyển pha đấy. Đó, MAC nó phải đi như này nó mới xanh được chứ. Đó. Đó, MAC đang cắm như này thì chưa tăng được. Đó, chúng ta chờ này, đây là những cái điểm mà gì ạ? MAC đổi từ đỏ sang xanh. Đó thì đây này, đây chính là những cái vùng mà canh gom mạnh vào. Đó, đơn giản như vậy thôi. B Bắc Việt, BVG Bắc Việt ở đây. Rồi Bắc Việt cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cạn cung này, và hiện tại đây thì có thể nó đang quay lại vùng test lại vùng 6 này, mô hình nấm này khá là ok. Thì vùng quanh vùng 6 thăm dò một ít, quanh vùng 5.5 rồi quanh vùng 5.3 nó cũng đang là gần gần đây. Chúng ta bắt từ từ. Và chúng ta chờ này, đấy, bao giờ nó cũng thế các anh chị nhé. Đấy, bao giờ một cái trang kỹ thuật đỏ này, đường mác nó đỏ chẹt đấy đúng không? Bắt đầu đến cái đoạn này nó bắt đầu xanh lơ này. Đó, cái đoạn này bắt đầu gom mạnh vào. Đấy. Đấy cái đoạn này này, đó, bình nguyên này. Rồi các anh chị cứ chờ đi, sẽ có một cái đoạn nào đó mà đường mác nó sẽ bật lên xanh ngắt ở đây này. Đó thì chúng ta gióng lên đây thì chúng ta gióng ngược lên đây, ví dụ cái đoạn nào bắt đầu nó chỉnh xanh đây này. Gióng lên đây, kết hợp với gì ạ? Kết hợp với dòng tiền nó có phiên nào nó đánh toàn phát khoảng tầm độ 5-6 triệu cổ phiếu 1 triệu cổ phiếu này này. Trong đường mác nó chuyển pha, đấy là những cái thời điểm mà các anh chị chúng ta canh gom thêm. Đấy, chứng khoán nó là xác suất mà các anh chị, đúng không ạ? Rồi ok, như vậy là bản tin tuần thì Hùng sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Tất cả những cái mã cổ phiếu nào các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích ở trên bản tin, các anh chị có thể comment ở bên phần dưới các cái bản tin tuần. Hùng Lê sẽ dành thời gian để chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Rồi ở trên góc độ kỹ thuật chúng ta sẽ nói đến thị trường chung trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Như vậy các anh chị có thể thấy rằng là đến thời điểm hiện tại thì khả năng cao thì nhóm ngành chứng khoán sẽ quay trở lại phục hồi trong một nhịp T ngắn.
Nhóm banh thì vẫn đang tiếp tục duy trì được đà khá là ok, và nhóm trụ thì đang có một số các cái mã trụ và một số các cái mã blue vừa, ví dụ như Z, ví dụ như là Novaland, ví dụ như là Bình Minh BMB đang có những cái nhịp tăng khá là tốt để ủng hộ cho thị trường, và thậm chí là có thể mã cổ phiếu FPT cũng đang tăng khá là ok đó sau khi mà nó chỉnh. Vậy thì thị trường trong tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái gì? Đó là nhóm banh và nhóm chứng khoán tiếp tục sẽ là những cái trụ đỡ khá là quan trọng cho thị trường. Cùng với đó thì VFT đang phục hồi khá là tốt, và kỳ vọng nhóm P sẽ quay trở lại ổn định ở trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới. Cùng với đó thì trụ sẽ hoạt động tốt quay trở lại. Trụ sẽ hoạt động quay tốt trở lại. Còn đối với nhóm thép thì trong thời điểm hiện tại là nhóm thép sẽ quay trở lại test cung test nền và chờ các cái tín hiệu để chúng ta phân tích thêm. Đối với nhóm ngành xây lắp, hạ tầng bất động sản thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta cần phải chờ thêm cái tính ổn định của nó. Tức là sau những cái nhịp mà nó tăng, những cái nhịp mà nó giảm rất là mạnh thì cổ phiếu này sẽ cần cái những cái nhóm ngành này nó sẽ cần thời gian để nó đi ngang tích lũy ổn định và tạo nền. Cùng với đó thì nhóm ngành pen, nhóm pen và nhóm make up thì đang tích lũy khá là tốt, và rất có thể sang cái tuần giao dịch đầu tiên thì nhóm pen, nhóm make up sẽ có những cái điểm hồi phục khá là ok. Thì đấy là những cái kỳ vọng lớn của Lê trong cái tuần giao dịch mới. Còn nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị có thể nhìn ở đây. Chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật ngày thì như vậy là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rằng ở đây chúng ta có một cái vùng kháng cự tương đối dài của chỉ số VN30, đó là vùng 1550 điểm các anh chị. Vùng 1550 điểm và xa hơn thì vùng 1570, nhưng khả năng là chúng ta sẽ đánh giá ở quanh 1550 đến 1555 điểm ở đây. Đó là những cái vùng kháng cự, những cái vùng tâm lý các anh chị. Và thông thường thì khi mà thị trường chung hoặc là khi VN30 chạm những cái vùng đây các anh chị, đây là những cái vùng tâm lý này. Đó, nó những cái vùng tâm lý đó thì nó sẽ duy trì khá là dài. Đó. Rồi đến đây nhá. Rồi các anh chị, rồi và quá tam ba bận và đến bận thứ tư. Thì như vậy là năm mới chúng ta sẽ đến bận thứ tư và chúng ta sẽ rất lưu tâm đến cái vùng kháng cự này. Đó, đó các anh chị nhá. Chúng ta rất lưu tâm. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta có được những cái mã cổ phiếu nào mà chúng ta đang có lãi, và trong trường hợp nếu như thị trường bị chốt mạnh từ cái vùng kháng cự ở vùng 1550 đến vùng 1560, khả năng của VN30 sẽ là như vậy. Đây, 4 lần và nó chạm về cái vùng này thì nó đều bị như thế nào? Đều bị chỉnh, là cái ý thứ nhất các anh chị. Đối với chỉ số phái sinh thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị. Đó. Chúng ta phải đặc biệt lưu tâm đến vùng 1555 đến khoảng vùng 1570. Đây cũng sẽ là một cái vùng cản tâm lý tương đối mạnh và tương đối lớn. Đó. Và để mà nó các anh chị biết là để mà thị trường mà break được những cái vùng kháng cự tâm lý mạnh á, thì nó phải cần một cái yếu tố vĩ mô nó tốt lắm. Ví dụ như là nó phải có một cái gì đó, ví dụ chính phủ phải có một cái gì đấy nó kinh khủng đó, rồi hoặc là một cái yếu tố vĩ mô nào đó, đây cũng bị này. Và như vậy thì sao? Như vậy thì những cái tuần giao dịch mới của năm mới sẽ chào đón cái vùng kháng cự ở đây. Các anh chị sẽ hiểu rằng là như vậy trước mắt của chúng ta sẽ là một vùng kháng cự tương đối mạnh. Đối với chỉ số index, thì sang những cái tuần giao dịch ở đầu năm thì nhìn chung đối với cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trên trang kỹ thuật ngày ở quanh vùng 1460, 1460 là vùng đánh giá là khá là ok. 1460 đây các anh chị, 1460. Đó, những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của index ở vùng 1460, tức là nếu như trong trường hợp nếu nó không bị phá ở vùng 1460 thì như vậy là cái khả năng để mà thị trường của chúng ta đi tiếp ở trong những cái phiên giao dịch tiếp theo, đó là sẽ tiệm cận lại cái vùng kháng cự 1500 điểm. Đó là những cái vùng kháng cự mà nó sẽ tiệm cận, nó sẽ song hành cùng với việc mà VN30 và phái sinh có thể sẽ tiệm cận lại vùng 1550 đến vùng 1555, 1560 điểm. Đó, thì chúng ta đặc biệt lưu tâm đến cái vùng kháng cự này. Còn hỗ trợ kỹ thuật của index thì chúng ta sẽ tính ở quanh vùng 1460. Ở trên góc độ nến M5 thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, tức là tuần tới thì xu hướng 1460 khả năng là chỉ số index sẽ quay trở lại test cung. Sâu hơn thì chúng ta vẫn lấy ở một cái biên 1440 đến 1445, thì cái biên này thì Hùng sẽ đánh giá thêm ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta sẽ đánh giá ở những cái nhịp test cung kỹ thuật, khả năng sẽ tức là vùng hỗ trợ ngắn đó các anh chị, ở quanh vùng 1510 điểm hoặc là 1500 điểm ở đây. Đó sẽ là những cái điểm mà chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh có thể quay trở về test cung kỹ thuật trước khi mà nó có khả năng công lại
công lại cái vùng kháng cự mà ông vừa phân tích ở trên trang kỹ thuật ngày, thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật mà các anh chị lưu tâm ở trong tuần giao dịch mới. Rồi một lần nữa thì cho phép Hùng Lê được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Chúc các anh chị một năm mới dồi dào sức khỏe, chúng ta sẽ học tập thêm được nhiều kiến thức và chúng ta sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, và chúng ta sẽ có một năm đầu tư ở trên thị trường chứng khoán thành công hơn nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong các cái năm tiếp theo. Và với một cái lời tâm thư gửi đến tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta, đó là trên thị trường chứng khoán chúng ta hãy đi chậm, đi từ từ, đi chắc. Chúng ta đừng có nhìn thấy rằng là người bên cạnh người ta đầu tư lãi tiền tỷ hay là lãi 5 tỷ, 10 tỷ mà rồi chúng ta đánh đi mất mình. Chúng ta phải đi theo những cái chứng kiến của mình, chúng ta phải có cái nền tảng kiến thức của riêng mình. Và một lần nữa thì Hùng có nhấn mạnh lại và nhắc lại với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, đó là gì? Chúng ta phải xác định rằng chứng khoán là một cái nghề, và khi đã là một cái nghề thì chúng ta phải yêu nghề. Khi chúng ta yêu nghề rồi thì chúng ta mới có những cái thời gian tâm huyết để nghiên cứu, để tìm tòi và để phát triển nó, thì chúng ta mới thành công. Còn nếu các anh chị mà chỉ xem chứng khoán là một cái bộ môn gì gì đó, nói chung là có được đồng nào thì vứt vào đấy để mong kiếm lời kiếm tiền ở trên cái thị trường khốc liệt này, thì chắc chắn nó sẽ là không có. Đó, vậy thì nếu như chúng ta xác định rằng là một cái nghề rồi thì chúng ta phải đầu tư. Còn nếu chúng ta xác định rằng nó không phải là một cái nghề mà chúng ta tranh thủ nghe thằng bên cạnh hàng xóm rồi nghe bạn bè láng giềng vân 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 vân, thì các anh chị nên rút tiền của mình về gửi tiết kiệm, mua đất hoặc là làm một việc gì đó, chứ đừng có để trên thị trường chứng khoán. Bởi vì nếu như các anh chị để ở trên thị trường chứng khoán thì sớm muộn gì cái số tiền các anh chị tích lũy được cũng sẽ bị mất ở trong một cái trận đánh nào đó. Đó, ok. Vậy thì một vài cái lời như vậy trong đầu năm mới, Hùng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản tin tiếp theo.